Đi 799 thôi. 799 ơi. 799. 299. Rồi đây. Anh nhớ tên mà. Cái tủ anh. Rồi sao cái nào cũng hết pin dưới trời. Bấm lại đây lại chị nè. Trời ơi cái nào cũng hết pin. À ơi cái cục hàng bom hôm qua người ta đưa để đâu rồi ao? Cái hàng đó. Hàng. Bom. Ok Big Kim em vừa cọc 200. Ok Big Kim nha. Bao bom hả? Bao bom bữa. Dơ. Bom bự lắm mấy chị. Bom xị bự ơi cho bự cho bá. Còn kem body. Kem body hiện tại hết rồi mấy chị ơi. Hát tự dưng nó đau bụng ta hay là mình không ăn ta? Không có tự. À thì ra là mày. À thì ra là mày. À thì ra là mày. Rồi bom siêu to khổng lồ. Thì ra là mày đúng không? À thì ra là mày bom hàng. Rồi chia sẻ bài cho em Dung đi mọi người ơi. À xin nhiều dữ ta. Kéo rồi. À bom một tấm trắng thì có tao chù cho đen thui như Mỹ đen luôn. Em ơi đừng có bỏ đây chị, cái giỏ đi bỏ đây nó chật đó. Đưa cái giỏ lại đây. Rồi vô chia sẻ kiếm em chị đi, thấy chị là gườn. Bấm được chưa? Áo đẹp ấy chị. Bấm được gần nữa được chưa? Được. Đoán thôi. Rồi vô lại chia sẻ bài cho em nha mọi người ơi. Chia sẻ bài. Combo luôn. Và đen cả đâm luôn. Cái cục bom trong kia nữa mà. Phía bên tay trái kìa. Chưa em chưa chặn luôn hả? Rồi. Sao kêu là làm gì trong kia có bom một bao tải luôn. Rồi vô mấy chị ơi. Nhớ giùm em là chia sẻ bài nha mấy người đẹp, chia sẻ bài hộ em Dung nha. Nhớ giùm em là chia sẻ bài, tương tác chia sẻ bài cho em. À đưa chị ơi. Đây nè, nhìn tay nè. Đó, đưa đây. Một cái. Tớn lên. Sao bài đẹp chắc em cắt tóc giống chị mà không được. Tóc này đâu phải cắt, tóc này nối. Trời má ơi, là tính ra ba lần chừng này, trong kia nữa. Cái bọc màu xanh một bên tay trái là bọc gì? Bưng ra đây, đi vô tay trái. Mày nha, bọc gì đó? Má đưa ra đi, bọc gì? Bọc bom hả? Mẹ mày, mấy chị ơi. Gần 200 bịch bom lận. Không, 198 đơn à, có 198 đơn thôi đó. Có 198 đơn đó mấy chị. Có 198 đơn bom mà. Trời má ơi sao nhiều dữ vậy bay. Em chặn hết chưa? Trời ơi. Tết này rồi sao ăn? Không biết đây. Trời má ơi siêu to khổng lồ không à. Trời ơi là trời. Rồi mấy chị nè. À, em ăn ở tốt lắm mà mấy chị. Có thách đức với ai đâu. Đầm chị bẩn như em xả trên like luôn. Hôm bữa 185 xả cho mấy chị 160 luôn. Có cái màu hồng ở đằng trong á Ngọc. Cái cục như thế này màu hồng á. Cái đầm em mặc là em bán hết lâu rồi. Em để mặc á mà còn có mấy cái á. Lấy của mấy bà xỉ ra bán cho mấy chị 160 luôn. Cái này cục bom xỉ nó mấy chị. Kinh khủng thật. Không thương em khúc này là không biết nói gì luôn á. Mấy bà mà không thương em khúc này là em không biết nói gì mấy chị luôn á. Mấy chị thấy cực khổ hôm qua em ngồi á ở chốt hàng mấy chị không? Hôm qua em ngồi em chốt hàng cho mấy chị á mà tối em thở không được luôn á. Mà mấy chị bom em là thiệt á, chán ghê luôn á. Mấy chị ai thương đừng có bom em nha, chia sẻ mảnh tay hộ Dung đi mọi người. Thiệt á, bom nhiều là chết em nhọ. Con em luôn á mọi người. Con em, nhân viên em, chồng em rồi bố mẹ em chết tết này không ăn gì đâu mọi người ơi. Chết đó mọi người. Cả một hệ thống chết theo luôn đó mọi người. Đừng có ai bom nha. Mọi người biết là
Đầm em mặc có đúng hai màu mà hết rồi. Cái này em lấy của sỉ ra mọi người ơi, có 6 cái à. Đầm này em hết sạch rồi mà, hôm bữa em bán cho mấy chị 185.000 nó nhớ không? Đây. Cái này là gấm hàng mắc mà nay để trên line có 160. Màu hồng quá. Trời ơi, chị vừa vứt ra xuống đây mà. Trời ơi là trời. À đây rồi, đây rồi. Bưng ra nhét ở trong này nè. Lấy chị ra màu hồng đi. Cái đầm này em xem 160, ai lấy thì chốt ở trên line thôi, tại có 6 cái à. Cái này của sỉ á mọi người. Đầm này em bán cho mấy chị nhiều lắm rồi. Hot ơi là hot luôn mà sale có 160 thôi. Nhớ chia sẻ bài cho em nha mọi người ơi. Chia sẻ có 52 lượt chia sẻ. Ráng cho em 300-400 lượt chia sẻ đi. Để mặc hết rồi mọi người. Còn được có mấy cái này thôi. Này của sỉ chốt số lượng á. Mà còn có mấy cái thôi. Màu hồng này. Màu hồng này là siêu đỉnh luôn đó mấy chị. Nó đẹp ha. Đầm đỏ này cầm 160 ngoài tim luôn mấy bà. Co giãn 56kg rồi xuống cũng mang vô được. Ha, màu hồng này mấy chị. Có mấy cái à mấy chị ơi, ai lấy thì chốt lẻ thì có hàng nha. Có mấy cái à, đầm đỏ của Phương Nguyễn. Cái này có mấy cái à mấy chị, ai chốt nhanh thì không được rồi áo ơi. Ở đây phiếu nó không cho bấm. Điện thoại nó không cho bấm rồi. Ừ. Điện thoại nó không cho bấm, tạo phiếu thất bại. Này. 56kg rồi xuống mang vừa. Phương Nguyễn giờ mới bấm Phương Nguyễn á. Phương Nguyễn không giấu, Su Su, thấy không? Su Su gộp like chưa? Su Su, Lệ Trinh, Lệ Trinh là đầm đỏ. Một em sale mấy chị có 160 à. Mai Mai là hồng. Hai màu thôi mấy chị, Nguyễn Thị Như Ý, đơn nguy hiểm. Không không, đầm này làm gì có màu trắng mấy chị. Đầm này nó có hai màu thôi. Ok cô, ok. Ok thì Dương. Cảm ơn em yêu. Rồi, tương tác chia sẻ nhá, đỏ cho Phúc Lê, đỏ cho Thảo Sương. 185 giá niêm yết, bữa giờ chúng không có sale mà có mấy cái của khách sỉ nên chúng để mọi người 160 bằng dưới giá sỉ 5.000. Ăn vặt Misa là đầm đỏ. Có 10 cái đỏ thôi ao ơi. 10 cái đỏ, 10 cái hồng thôi là hết rồi mọi người. Tí nữa em sale cục bom nha mấy chị, siêu to khổng lồ luôn. Bom sự. Đầm chị mặc 160 sale lỗ á. Bữa em Dung có màu vàng. Bữa em nhớ chị Dung có màu vàng mà hết rồi em ơi. Hết rồi. Đầm này chị bán rồi mà. Anh Vạch Misa có chưa em ơi? Kèm màu cho em nha mấy chị. Chia sẻ bài, chia sẻ bài nhanh lên để em tặng bom nè. Hôm nay áo kiểu. Kèm theo màu số điện thoại địa chỉ cho em nha mấy chị. Em được coi bao nhiêu lượt chia sẻ để em lên bom này. Em bán tặng mấy chị á. Bom cuối năm rồi bán cho nó hết mấy chị ơi. Trời ơi có 143 à. Không có thương em gì hết luôn đó mọi người. Có 143 lượt xe à. Buồn hết sức, buồn luôn. Buồn thúi ruột luôn. Không nói tới chữ buồn đây nữa rồi mấy chị. Có miễn phí ship không chị? Mấy chị làm gì có phi không mấy chị ơi? Trên đời này làm gì có cái gì phi mấy chị. Á à, hàng thanh lý mà nó vẫn bom được. Để em chửi con này bom hàng thanh lý của em đã. À mà nhiều khi người ta có lý do nên thì họ hỏi rõ ràng trước. Mất công người ta chửi cho. 533 429. Bom hàng thanh lý của em là không nổi đó. Tức á. Tức cái lồng ngực á. Chia sẻ cho mấy người đẹp ơi. Hai màu hồng với lại là đỏ em yêu ơi. Hai màu hồng với đỏ nha. Đợi Dung xíu, đợi mọi người chia sẻ Dung lên bom cho mọi người nè. Ít ra phải cho em 300 lượt chia sẻ chứ mọi người. Mọi người không thương em gì hết. Bỏ lên ghế chị cho em ơi. Đồ thanh lý của chị đó. À cái đầm mua chưa mặc luôn á. Nga đầm xanh là đầm chưa mặc lần nào luôn á. Mà nỡ đi bom. Bóp này em bé bán tặng với chị 99k. Nó bị móp hột rồi. 99k luôn. 250 á. Cái này là hàng của CSK, hàng hãng ra luôn rồi mấy chị. Để tắt mẹ em đi, mệt quá. Đây này mấy chị. Cái này là hàng hãng trong CSK ra luôn.
Nhớ cho em, cái người mà mua được cái túi này phải chia sẻ cho em ít nhất 2 lần nha. 99k cho em là túi nó bị móp hụt mấy chị. Nó bị móp hụt tè le hụt me rồi. Ai lấy cho em là 99 má rồi, đúng bày đẹp luôn á. Vải nó xịn ghê, à lộn, chất nó xịn ghê á. Đơn này là dồn tới ngày mai mới đi hàng mấy bà ơi. Trời ơi là trời. Tôi có giờ like một like đi hàng đâu mấy má. Tôi like, trời ơi. Hãy cảm nhận được cái túi này 99k đó mấy chị, chịu nổi không? Hàng hãng ra nha, trời ơi. Nè, thấy cái khóa kéo của nó không? 99k, nhớ dùm em là ai mà chia sẻ thì em mới để được cái giá này nha mấy thím. Tuy cái hộp nó không được đẹp lắm nhưng mà vẫn chưa bị gì hết. Rồi chốt dùm em là túi dùm em. Đọc đi em ơi, đọc đi, đọc tới mai. Em sẽ tri ân 10 bạn. Tại vì túi này em lấy về em chưa bán luôn. 99.000 túi cho em. Em nói thật mấy chị, da này cho dù mấy chị cào cỡ nào thì cào nó không bao giờ bị xước nha. Nè, mấy chị nghe cái tiếng không? Đó, mấy chị nhìn thấy cái da không? Hàng xịn nó vậy á nè. Nó không bao giờ bị mất form. Nè, nhìn cái dây kéo của nó rất là xịn luôn. Túi 99k ra một dòng luôn đi rồi chốt lần. Chốt ở trên live hàng food box nha mọi người nhá. Toàn bộ như thế này. Đưa đây chị mấy cái ra đi ấy. Dán lên trên luôn đi, đừng có bỏ. Đâm chị mặc còn không theo được nên cầm nhắn tin trước. Ai lấy nhớ là có ấn nút chia sẻ mới bấm túi nha mọi người nha. Nhớ ấn nút chia sẻ mới bấm túi hàng. Mọi người nhận là đầy đủ tem như thế này. Đó, 99k duy nhất ở trên live stream nha mọi người nhá. Rồi, nhớ giùm em, ai có nút chia sẻ thì dùng mấy tri ân. Có tầm 20 cái thôi. Hôm bữa bị bom về này. Hôm bữa không có bán luôn mấy chị. Bị bom về. Á ơi, wow á mọi người. Cái túi này mấy chị lấy 99.000 chưa lấy được cái thẻ với là cái bóp luôn mà chưa lấy được cái thẻ với là cái hộp luôn á, mà nay bán cho mấy bà 99.000. Ai có số điện thoại địa chỉ thì chốt nha, chứ không có đâu mọi người ơi, có số lượng rất là ít. 99.000 mấy chị đẹp chứ không phải là 199 đâu. 99.000 có 100.000 thôi đó. 100.000 mà hàng được xịt luôn ha, đã hả? Nhìn cái túi đã ha mọi người ha, thấy khách khen không? Nhìn cái túi đã chưa? Đã siêu đã, để em coi được bao nhiêu lượt xem rồi. Đã chia sẻ giùm em đi mấy chị ơi. Ai comment đã chia sẻ rồi comment lên cho em nè. Mới comment túi được nha. Rồi đưa chị đọc. Tâm Nguyễn một cái. Đưa chị đọc chắc. Tâm Nguyễn một cái túi. Nguyễn thì Bích Ngọc một cái. Nhiên An một cái. Linh Trần một cái. Thùy Dương một cái. Hiền Suri một cái. Hương Nguyễn một cái. Duyên Nguyễn một cái. Yuli Trần một cái. Ai comment người đã chia sẻ thì mới được. Nhưng mọi người cái này Dung chỉ tri ân cho mấy chị thôi. Chứ 99.000 Dung làm gì có cái giá 99.000 cho mấy chị, đúng không? Không bao giờ có cái giá đó hết á. Em bán tri ân nhớ giùm em nha. Không, Dung không lời 1.000 nào hết mà còn lỗ. Nên mấy chị nhớ giùm em là phải có nút người đã chia sẻ thì Dung mới bấm ra được. Hello Liên, comment cho em là túi nhận hàng là food box hết toàn bộ luôn. Không có phải là nhận hàng một cái túi không đâu nhỏ người. Nguyên cả cái box siêu luôn. Đưa đây chị nhé. Đây chị làm một cái túi nguyên đi. Đưa chị đọc cho. Dưới đọc không nghe đâu. Đây, mọi người nhìn hàng này. Không xỉn không lấy tiền đâu mọi người. Em nói thật luôn á nè. Cái màu là siêu đỉnh luôn. Rồi, Thanh Luân Bảo Luyến là túi. Chị Nhung Nguyễn Thị túi. Thanh Mừng Trần túi và Tiên Tiên túi. Ai mà chưa thấy thì comment lại nha mọi người ơi. Thư Chu lên địa chỉ. Mọi người có cái logo người đã chia sẻ thì em mới bán cho mọi người được nha. Không có logo em không bán 99.000 đâu. Túi này em vừa bán 250 đó mấy bà. Ai lấy nữa chốt giùm em. Còn 4-5 túi nha mọi người nha. Bà Thư Chu đừng comment nữa. Số điện thoại địa chỉ có đâu mà lên mỗi cái mã thôi sao mà chốt được. Bán thì bán tặng mà mấy chị lên nó hở lên cái thông tin lên lâu quá không bán được đâu mấy chị ơi. Bán tặng có 100.000 bạc à, trời ạ. À. Nên là lên số điện thoại địa chỉ tôi mới bán được nha. Số điện thoại kèm địa chỉ, bóp cầm tay. Tiếp tục mục thứ hai. Cái này nước hoa bom rồi, tắm trắng nó cũng bom nữa mấy chị. Tắm trắng là bom một mớ luôn nè. Thiệt á, mấy cái con mà bom tắm trắng nó trù cho cả đời, đen như Mỹ Đen luôn á mọi người. Thiệt á, thề luôn. Tức á, tức ơi là tức luôn á. Con nào bom tắm trắng là cả đời không thể nào đen nổi. À lộn, không thể nào trắng nổi. Ăn vặt Misa một túi. Thiệp Hoàng Thiệp một túi. Ly Trúc một túi. Trúc Giang một túi. Thư Vi một túi. Ngân Trần một túi. Thư Chu có rồi ta.
Thư chu một túi. Đọc ai người đó. Thì các em những người nào mà bom tắm trắng của em là em trù cả đời đen như Mỹ Đen luôn. Tất cả mọi người, đây chỉ là cái túi chị khui rồi đi. Cho em xem lại túi đi. Bóp cầm tay không phải là túi sách đâu mọi người. Cái này bóp cầm tay ai cũng cần hết mọi người. Những cái bóp này nó dày như thế này luôn. Phút bóp, phút hộp như thế này luôn mà chỉ có 100.000. Cái màu này mấy chị, màu là siêu đỉnh luôn. Trời ơi má ơi, sang ha. Cho mấy chị coi phía trong này, ngăn bao la luôn. 3-4 ngăn ở bên này, ngăn ở giữa, ngăn hai bên này cũng nhiều ngăn lắm, 4-5 ngăn lận. Hàng phút bóp nha mấy chị nha, hàng phút bóp. Bom quần trắng, quần thần thánh. Lúc tối em vừa gom với chị được 3 cái nâu với một cái trắng à. Hết rồi đó, gom hết cả xốp rồi đó chị. Hết sạch. Rồi, ai lấy cho giúp em nha. Quần đen chị lấy mấy cái vậy? Hết rồi đó, em chia cho chị còn được có mười mấy cái. Là tí nữa là bạn nào có inbox rồi là hết rồi đó. Lấy dự trữ đi chị, chứ em nói thật là không có đâu. Thật sự luôn á, bây giờ hàng em không có về quần lại một lần nữa đâu mọi người. Nguyễn Thị Hồng túi, Kiều Nguyễn túi, Huyền Nguyễn túi. Chị Hoàng Phương Quyên khỏi bấm đi à ơi. Rồi bây giờ em sẽ qua tiếp hàng bom mẫu tiếp theo. Còn 3 túi là hết nha. Từ từ em ơi, nhiều khi hết rồi đó. Sáng em đếm bao nhiêu cái vậy? Ok chị yêu, em bớt rồi. Màu đen dễ bán nhất luôn á. Màu đen là em cháy hàng nhiều nhất. Màu nâu, màu trắng em bán không có được. Màu nâu, màu trắng em lại bán chọc á. Màu nâu, màu trắng em bán không có được. Em về đợt này về mỗi màu đen thôi. Vừa, 58kg không vừa rồi chị ơi. Hết rồi. Ừ, khách vậy á. Mai mốt chị cháy màu đen hết sạch luôn nè. Tại màu đen nó dễ phối. Cái chai này là chai nước hoa VIP mà em để mấy chị lỗ trên like 99.000 nha. Em hết bán nước hoa rồi mấy chị. Tết rồi á, nên là không có hàng. Để mấy chị lỗ 20 mấy nghìn luôn này, 99k. Chai nước hoa 212 á. Này cái chai nước hoa dâm á mọi người. Trời ơi chai nước hoa dâm á. An Di túi. Bóp cầm tay á mấy chị nha. Rồi chai nước hoa tri âm 99k. Nước hoa 99k. Ao ơi xong chưa? Hả? Cái gì á? Nước khoa của bấm giùm chị cái này này, nước khoa của Lê Hồng Nhung. Từ nhà. Rồi cái này là chai Dio của Nam. Chai Dio của Nam cho mấy chị coi nha. Hết rồi mấy chị, em xả lỗ hết á. Ai muốn lấy cái gì thì mọi người lấy, Tết tới nơi rồi. Tết 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 đơn rồi nè. Má gói cho mấy chị chai nước hoa không bị gì luôn á. Rồi chai nước hoa Dior 99.000, cái này Dior Nam nha mấy chị. Triên dán vô luôn em ơi, dán vô luôn. Để vậy là bay hết. Dior Nam cho em. Em thấy ai em bấm đi em ơi. Nè 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 nè, cầm cầm cầm. Dior Nam. Dior Nam của ai? Dior Nam của Thảo Vân. Dior Nam của Thảo Vân. Rồi đầm nơ bán tặng mấy chị 80.000 luôn. Đầm nơ 80.000. Có cái duy nhất mấy chị cái này bị bom á, mới bán mấy chị 80 á. Đầm nơ 80. Má ơi tắm trắng này. Sao nữa lòng nào bom. Xét tắm trắng em bị bom hai cái nè. Còn một combo kem ai lấy không? Còn một combo kem bị bom. Bom 2 combo kem luôn đó mọi người. Kem không có bán thì bom 2 combo luôn này. Tệ nạn xã hội chưa. Kem ai lấy thì chốt nha. Kem body á, bị bom 2 combo kem với 2 combo tắm trắng. Nè, tắm trắng ai lấy thì chốt nha. Đầm nơ 80 Thùy Dung. Đầm nơ 80 của Thùy Dung. Hả? Thùy Dương. Tắm trắng á, thề luôn á. Tao trù cho mấy cái con này mà cả đời không thể nào trắng nổi luôn, thề luôn đó mọi người. Tức mà chịu không nổi luôn á. Em hết tắm trắng rồi đó mọi người. Không có mà bán giá lẻ luôn chứ đừng nói là giá tri ân nha mấy chị nha. Combo kem cho Thùy Trang 2 hộp 199.000.
Tắm trắng có hai combo bị bom này, ai lấy tắm trắng thì chốt cho em là tắm trắng nha. 169.000 ba bịch. À, tắm trắng xài đã về mình nửa lòng nào đi bom cũng nhỏ trời, thiệt á. Thiệt có mọi người nghiệp quật chết luôn á. Tắm trắng em không có lời luôn, lấy câu làm lời luôn á, thiệt á. Mà nửa đi bom. Ai không có bấm trong không vậy? Trời ơi, một mớ nước hoa luôn nè. Ai chuyển khoản thì phải để đổi dép coi đã nha em ơi. Nhiều khi hôm bữa lộn hai người chưa chuyển khoản mà đã kêu cãi ngang là chuyển khoản rồi đó. Kiểm tra đã, người ta kêu không giao thì mai giao, không có vội gì hết á. Kiểm tra đã. Bấm tắm trắng đi kìa. Thùy Trang tắm trắng. Ai nữa? Thúy Ngô ở dưới kìa. Được chưa áo? Trời ơi là trời. Rồi cái này ghi cho em là 22.99.000 với lăng côn nhá. Comment đúng cái mã cho em lăng côn với 22.99.000. Khỏi mở ra đi để trong luôn. Lăng côn với lại là 22.99.000. Nữ em ơi, không phải của nam đâu. Không, nước hoa chỉ hết sạch rồi, không còn mẫu nào đâu. Chỉ có bom mới có thôi mấy chị. Nguyễn Hồng Vân lăng côn. Một chai 22 nữa. Rồi cái này cho em Thu Huyền có 22 rồi. Đầm này là hàng cao cấp nha mọi người nhé. Nói không với hàng rẻ luôn á. Chốt cho em đầm này trên like 99.000 luôn, xả lỗ luôn á, 170 lận. Đầm nu 99.000, 2 áo 100.000 này, 2 áo xả bo 100.000 luôn. Hai áo này là hàng xịn. Á, hai cái áo này mà mặc với là cái quần thần thánh lúc nãy là đúng nguyên bài trùng luôn đó mọi người. Thùy Trang có tắm trắng. Cái đầm nu đó là hàng nhún ở bên hai tay phòng to, ở dưới là body á mọi người, đẹp xỉu. Đầm nu của Minh Minh. Rồi hai áo 99.000. Ăn vặt Misa hai áo. Hết áo. Rồi áo này để với chị 79.000 luôn, trong bom á mọi người, có hai cái đen với lại là màu cam. 79.000 130 xeo 79. Cái này là đính cườm luôn nha mọi người nhá, đính cườm luôn á. Cái này là đính cườm luôn, áo form rộng giáo quần màu hồng cam sữa với màu đen, 79.000. Cái này là bán lỗ luôn á. 79.000 kèm màu. Còn set gấm nào khách gọi hay ai xả gấm là gấm kiểu nào em yêu? Chị đâu biết là gấm kiểu nào đâu. Rồi ai lấy cho em là áo kèm màu, em sale á mọi người. Nè em. Đen với hồng chốt em ơi. 79.000 cho em, sale lỗ luôn á. 79 ai lấy thì chốt. Cái này là đính cườm nha mọi người nha. Đính cườm lận á. Lan Nguyễn áo đen, Nguyễn Thị Bích Ngọc áo hồng. Đầm chị mặc cho Hương Ba. Áo đen của BB. Áo đen của BB. Đầm mặc của ấy kìa. Hương Ba kìa. Ai có cái màu xanh này, ai lấy màu xanh chốt giùm em, nhớ nút chia sẻ bài cho em nha mấy chị nha. Mấy cái này không có lời đâu mọi người ơi. Rồi ghi cho em là xanh có hai cái à. Xanh. Chốt hàng kèm theo số điện thoại, địa chỉ, mấy mã nhỏ. Mấy mã cứ lên mỗi mã rồi làm sao con chốt cho mấy mã được. Mấy mã mua hàng online, mấy mã lên mỗi mã rồi ai chốt cho mấy mã. Chốt hàng không có cho thông tin cái gì hết luôn á. Ghi mỗi 79 hồng. Giống như thách đố em á mọi người. Xanh cho em.
mấy cái con này tao trù chớ ở chuồng cả đời luôn á, thiệt á. Mua ba mua hàng thanh lý mấy chị, rừng mỡ lên thì nó bom mấy chị nè, thiệt á. Nó kiểm tra hàng rồi đó, nó kiểm tra hàng nó đéo nhận. Trong khi cái đầm của em nói thật với chị, em mua tới 590.000 em thanh lý cho nó có 200.000 bạc à, em không có bán nữa. Cái set này em mua siêu mắc luôn mà em thanh lý có 200.000 đó. Hai cái đầm có 400.000 thịt mẹ, tết này nó ở chuồng luôn. Tốc mấy cái con thanh lý mà vào dành cho cố hàng thanh lý là, em nói thật, mỗi lần em thanh lý đồ mọi người ai cũng vô dành hết cất lên chị. Em nói thật, thà em để đưa ra ngoài em đốt á, chứ em không có bán luôn đó mọi người. Ghét mấy cái con quỷ bom hàng thanh lý ghê luôn á. Mắc tức trong người ghê luôn á mọi người. Mọi người suy nghĩ đi, người ta đã thanh lý lại lỗ cho rồi, mà đồ em mặc thì mọi người cũng biết rồi đó, không phải ba cái đồ rẻ đâu mọi người. Đồ em mặc toàn mua 500-600 cả triệu mọi người. Xét hiền hồ em mua cả 980, em thanh lý có 300.000 thôi đó. Em mua tiền triệu không á mọi người. Mà mua dành cho cố vô rồi ấy hả, thì có tức coi là tức luôn. Em không bán nữa mấy chị, cái đó em điểm vú đó em cất, điểm lau nhà, tức coi là tức. Bán đồ thanh lý cho mấy chị, thực sự á em rất là ghét ai bom đồ thanh lý luôn á, em nói thật. Mấy cái con bom hàng thanh lý cả đời ở chuồng luôn á, đéo mặc được cái gì nên hồn luôn á. Áo xanh của chị Loan Thi, áo xanh của Loan Thi rồi, đầm già 99.000. Mấy cái set đó là mấy cái set mắc nhất, với mấy cái đầm hoa mắc của em mua á mọi người. Thanh lý có 200.000 bạc cũng nhảy xách cái lờ lên like rồi á, dành cho cố rồi bom. Em không có bán đầm thanh lý nữa. Rồi chốt giùm em nha mọi người nhá, đầm già. Bực ơi là bực trong người á. Thiệt á, bom mấy cái hàng này chả bao giờ chửi vậy đâu mọi người. Bom hàng thanh lý mới tức á mọi người. Đầm già của anh Kiều. Đầm già của anh Kiều. Mọi người suy nghĩ đi. Tức trong người á. Rồi set Mai Phương Bùi cho em hôm qua thì dành nhau không có bán. Set Mai Phương Bùi nay bị bom này, 119.000 sale lỗ. Sale rẻ hơn hôm qua luôn, 10.000 luôn. Set Hiền Hồ đúng chuẩn hàng. Alo, set Mai Phương Bùi chuẩn hàng Mai Phương Bùi luôn nha. Cái này hàng mắc á mọi người. À, set này siêu đẹp. Set Mai Phương Bùi đầm chị đang mặc có bán sale, đang sale đầm chị đang mặc sale 160, rẻ hơn chỉ 5.000 luôn. Trời ơi cái set à, khách toàn bom đồ đẹp không mấy chị, không hiểu sao luôn á. Set đen rồi, cái này ghi cho em là set đen giùm em. À, nhìn cái phong quần này, set đen sale lỗ 120 luôn. Set đen này hàng đa số là hàng xốp hết đó mấy chị. Tam Trang Cô Tốt, Tam Trang Cô Tốt có set Mai Phương Bùi rồi set đen 110. Mấy cái con bom hàng thanh lý chắc cả đời nó không ngóc ngóc đầu lên nổi. Lấy đầm dung mặt của chị Nhung Lê. Set đen của An Phương. Trời ơi cái đầm này hôm bữa em set đen của An Phương, An Khương. Áo cho em sale lỗ cho mấy chị. Ha, nhìn cái áo này mấy chị chịu nổi không? Áo đẹp muốn chết luôn đó mọi người. Áo này là hàng túi jeep, hàng xịn đó. Rồi áo cho em, ai lấy áo em để cho mấy chị 89.000 luôn, 130 sale lỗ 89.000. Vải này không phải hàng loại 1, cứ trả lại cho em nhá. Áo cam vừa nha em ơi. Set Mai Phương Bùi của Tâm Trang Cô Tốt đó em ơi. À, cái tên khó đọc, đọc lú lưỡi luôn á. Rồi ai lấy cho em nha, áo cam 89.000. Há, đau cổ họng ghê á. Hét nhiều đau cổ mấy chị. Tức á, vừa tức vừa hét đau cổ. Áo cam của chị Kim A. Chốt hàng kèm số điện thoại địa chỉ thì mới có hàng đó mấy chị. Chốt khơi khơi không có hàng đâu. 22. Ê, Thu Anh Nguyễn có đơn hàng hoàn về này. Ê, cái bà Thu Anh Nguyễn này suốt ngày hàng hoàn luôn á. Đơn này nhớ cộng thêm 50.000 vô nha. Chịu ship một mớ hàng của bà này luôn á. Lần sau khỏi bán đi. Mua hàng lúc nào cũng hoàn một mớ về không à. Rồi lên like kêu không ai gọi. Áo cam của Lan Thi. Đơn đói bỏ vô đi. Kêu bữa nay chị đừng mua đồ nữa.
10 đơn hoàn mất mẻ 8 đơn rồi. Đơn nào lên về hoàn về cũng không bắt chịu ship hết á. Còn ở đây thì lên nghe, lên hủ em cái. Hoàn về một mớ đơn rồi cứ gửi lại. Ai chịu phí ship cho nó gửi lại. Làm gì có trách nhiệm đi mấy chị ơi. Đầm mặt của Mỹ Thuận. Em đâu có thừa tiền đâu mà đi rải tiền ship cho mấy chị. Khách quen thì khách quen, chứ khách quen là ông nội à. Quá đáng. 10 đơn hoàn nó 8 đơn rồi mọi người. Tức không? Hai áo 100.000 sale lỗ luôn này. Áo này hôm bữa 85.000 nè. Áo này hôm bữa là 85.000 á. Hai áo 100.000 luôn. Hai áo 2 dây á. Áo này mặc với quần thần thánh cũng đẹp xỉu luôn này. À, cái quần thần thánh nó mặc tất cả đồ luôn mọi người. Hai áo 100.000. Bên bét mọi người ơi. Mua hàng 8 đơn hoàn, 10 đơn hoàn với mất 8 đơn thì mua làm gì? Nhà ngủ đi. Chân váy 80.000 size M. Hai áo của Big Kim. Xe hàng bom này em đã xe hết cả chiều nay chưa hết luôn mọi người. 190 mấy đơn bom trong tuần. Chân váy đen, cái này chân váy gấm hàng mắc á, 80.000 size M. Rồi cái này An Cái gì? Chân váy của An Khương. Rồi cái này ghi cho em là áo đi, áo đen. Áo đen 70. Áo này dạng như là áo khoác bèo hàng xịt đó mọi người. Áo đen 80. Chân váy size S ghi cho em rõ, cái này là chân váy size S nha mọi người. Chân váy size S 80 luôn. Chân váy size S 80. Mua hàng toàn dạo này toàn khách quen bom luôn đó mọi người, thiệt á. Áo Burberry sale 70 luôn. Burberry hàng xịt nha mọi người nha. Burberry vải siêu đẹp luôn á. Burberry 80. Chân váy size S của chị ăn vặt Misa. Chân váy size S của chị ăn vặt Misa. Xin chị kéo đỏ lên luôn đi. Tôi loang luôn. Và hai cái luôn vậy. Mọi người nghe nhân viên em đọc nha mấy chị ơi. Áo đen hết rồi em. Lấy một cái đầm đang mặc của Tâm Bi kìa. Áo Burberry. Áo Burberry chị bông bông. Sale lỗ 70.000. À, mấy chị mua mấy cái quần thần thánh về phố mấy cái áo kiểu bên em đẹp lắm luôn đó mọi người, thiệt á. Rồi cái này áo đỏ 80.000, Burberry của Huỳnh Ngọc Tuyền, Huỳnh Ngọc Huyền. Rồi áo đỏ 80. Ơi, cái áo đỏ này siêu đẹp luôn đó. Vải nó đẹp lắm mấy chị. Vải hàng xốp mà đâu phải hàng thường đâu. Đâu phải ba cái hàng xưởng may lên hàng rẻ đâu mấy chị. Hàng này toàn là hot girl bán 160, rẻ nhất là 130. Áo đỏ cho em, khá đẹp xỉu. Này sale, có cái màu nu. Có cái màu nu mấy chị ơi. 4 cái màu đỏ. Có cái màu nu duy nhất. Cái này đang sale xỉ áo mọi người ơi, xỉ áo á. Đỏ của Tâm Bi, Thượng Phương Nguyễn, Thùy Dung, Thảo Vân hết. Đều còn cái nu duy nhất, ai lấy nu thì ghi là nu nhé. Áo này đẹp ghê. Nu cho Thùy Nhung hết. Ai còn một cái đỏ này, đủ phiếu đỏ cho em. Hết rồi. Là 5 cái áo đỏ, 5 cái áo đỏ mấy phiếu đỏ rồi. Nguyễn Thảo đầm đang mặc, còn một cái áo đỏ nữa mấy chị, ai lấy đỏ? Huỳnh Nhi áo đỏ. Đơn hôm qua còn đâu dồn em. Hôm qua đi hết rồi. Áo yếm này ai lấy hai cái 100.000 cho mọi người ơi. Em có 3 màu. Đó, có đúng à, ai lấy hai cái thì để cho 100.000, còn cái để 65 nha mọi người, tại vì áo này em bán là 85 không à. Nè. Sale cặp là sale lỗ, áo yếm mà có dây đằng trước, má ơi cái này bà nào không có ngực mặc lên nó ngực một trung xuê luôn á, thiệt. Trung xuê như cái trai đầu mùa luôn á. Cái này là áo yếm như thế này mấy chị. Kéo dây kéo lên.
ba màu, cái này em lấy hai áo, mấy chị lấy áo trắng cho mấy chị lựa màu nhưng phải lấy từ hai áo mới để mấy chị 100 được nha. Áo yếm kèm màu, kèm màu, kèm màu, từ từ kèm màu và chốt từ hai cái này. Em sale theo cặp á mọi người, cho mấy chị chọn màu nhưng mà phải nhớ cho em là chốt từ hai cái nha. Đen trắng của Phương Nguyễn, Phương Nguyễn là đen trắng áo yếm. Phương Nguyễn đi cọc đi chị ơi, yếm bao nhiêu ký cũng vừa hết á. Em sale mọi người ơi, em sale theo cặp à, em không bán lẻ, em sale theo cặp cho nó ai đỡ lẻ đơn, chứ hàng hàng bán không lời ngồi sale lẻ lẻ mệt lắm mấy chị. Chưa gọi chốt á chị, lúc nào mà gọi chốt em, mai mới chốt. Mọi người sao cứ lên một cái like mà cứ đòi chốt không vậy, tới khi chốt thì mấy chị lại kêu nó cho em dồn. Set ngủ sale 119.000, có set duy nhất là mấy set ngủ này chúng không có hàng đâu mọi người ơi. Gần Tết rồi bán set ngủ chạy còn hơn là set đầm váy nữa. Set ngủ 119.000, 150 sale 119 còn có set. Set ngủ 119. Set ngủ 119. Trời ơi. Set ngủ của chị Vi Lê. Trời ơi, nhìn hàng này mấy bà, nhìn hàng cho tôi nè. Sale 139 luôn. Màu hồng với màu nu. Hàng này hàng mắc cho mọi người, hàng này hàng bán shop. Set cuối line này còn không chị, còn một set màu đỏ thôi em ơi. Cái này set thể thao hàng mắc cho mọi người, hàng Adidas á, này hàng thiết kế của Quảng Châu. 139 cho em. Màu nu với lại là màu hồng cho em. Cái này hàng mắc cho mấy chị nha, hàng chạy viện Adidas á, hàng mắc á. Mà xem 139 luôn đi. Ai lấy chốt giùm em nhá, kèm màu. Nu với lại là hồng cho em, hai màu. Nu với hồng cho em nha. Nu này nè. An Khương một set nu. An Khương một set nu. Nó đẹp xỉu luôn á. Tâm Nguyễn một set nu. À có màu đen này mấy chị ơi. Trời ơi không nhìn ra màu đen. Hồng. Tâm Bi set hồng. Tâm Bi set hồng còn một set đen. Ai lấy cho mình 139. Còn một đen, còn một đen. Ai à, ai à. Còn một đen mấy chị ơi. Còn một đen, còn một đen. Tương tác chia sẻ bài hội dung nha. Còn một đen. Còn nu. Còn nu. Còn một nu nữa là hết. Ngân ngân nu. Rồi còn một đen mấy chị đẹp. Còn một đen với một hồng là hết. Đen với hồng là hết. Ai sẽ đó mà bao. Sao Yến Nhi gì mà bom kinh vậy ta. Yến Nhi hai, hai đơn đều bom hết vậy. Yến Nhi Đồng Nai hôm qua vừa chốt hàng luôn nè. Này bỏ lại đi. Sao kỳ cục vậy ta. Toàn là khách quen bom á mấy chị. Em nhìn em ngợp luôn á. Sao hết trời. Bà hôm qua chị vừa chốt xong luôn á. Có hỏi lại luôn á. Mà sao đơn này bom á. Rồi áo loang cho em. Áo loang này hàng của Mỹ nha mọi người nhá. Hàng cao cấp á. Ba cái ba màu. Đúng ba cái ba màu 95.000. Cái này hàng của Mỹ. Từ trước em bán 135. Hát rồi. Đẹp. Hôm qua em lấy màu gì của chị hết rồi. Lấy có một màu xanh thôi đúng không. Rồi má cái áo này là khuôn Mỹ luôn đó mấy chị. 95.000 một cái. Áo loang kèm màu. Loang vàng. Loang xanh. Mẫu chị đang mang xe 160. Với lại loang cam cho em 3 màu. Áo lờ ôn luôn. Bà Loan Thi bóng cái gì vậy? Áo lờ ôn lon gì bà. Kèm màu đấy chị Loan Thi ơi. Có dấu với có dấu Huyền nữa là xong á. Gió Liên Huyền áo cam. À, nhiều bà comment dễ thương ghê. Nhiều bà comment bao dễ thương. Nhây quá bà ơi. Thu Vi áo loang vàng. Áo loang vàng của Thu Vi. Bao nhiêu ký cũng vô được rồi. Còn 3 màu 3 cái. Loang cam của Duyên Nguyễn kìa. Duyên Nguyễn loang cam. Hết rồi cam. Còn một vàng với một xanh nữa là hết. Loang vàng của Loan Thi. Bà ghi nào. Lại ghi lôn vàng. Dồn. Lại ghi lôn vàng.
Long Xanh của Nguyễn nhé. Tôi lại bá luôn trời, bá nhây. Má ơi, sao tắm trắng nhà mình bị bom nhiều dữ vậy? Huỳnh Ngọc Cam. Nè. Hết cam rồi chị ơi. Em không nói về tắm trắng, em mệt quá, nhức đầu quá. Váy dung mặc là 55kg đổ lại mang vừa, nhưng mà nhớ cho em là ngực dưới 90 nha. À, ngực dưới 95. Ngực dưới 95 vừa. Quần size L. Quần không đai size L, size 150 luôn, có cái à. L 150. Sao lỗ á, có cái thôi mấy chị ơi, không đai size L 150, quần này nhà em không còn một cái nào luôn. Không đai size L. À, mũi bom luôn này. Trời ơi là trời. Nước khoa nữa nè. Bom nè. Bom nè. Má em chụp cái đống bom này ra chắc nhiều bà xỉu luôn á. Nhiều bà bán cả tháng chưa được bom chừng này á. Nhà tôi toàn bom 200-300 đơn. Chuyện bình thường. Hả? Alo. Trời má ơi. Má cục này siêu to khổng lồ vậy. Không đa xe lờ chị Tâm Nguyên. To này hàng ơi. Má ăn bánh mì rồi đó hằng. Mà còn đói. Ôi, ăn bánh mì hồi nào. Tính ra là tôi chưa ăn cái gì luôn á. Cho miếng nước. Ủa, em muốn về chị mà. Thì tôi chưa ăn. Mày ăn rồi đúng không? Ăn rồi còn la to. Ừ, hèn gì nó còn ngồi nhanh răng tống thì nó đã chết đâu. Rồi, áo nai em sale 50. Có cả dài có đơn thôi. Áo nai sale 50. Hả? Máy Dung mang hết rồi. Còn cái hả? Ruby Trần có máy chị Dung mang. Rồi hết. Áo này là 10 là 1 hả? Hả? Áo này là 10 hả? Ờ đúng rồi là 1. Áo nai của chị Huỳnh Ngọc. Áo nai chị Huỳnh Ngọc rồi em đi đổi lầm đi không rồi lại mấy chị đưa chị cái con thật ăn. Làm em mặc hết. Đợi chị Dung xíu chứ mấy chị ơi. Bác ạ. Đợi ra cháu nha. Hãy áp của bác Dung lên. Đẹp ghê. Mình phải đổi gu qua quần này mới được. Rồi giờ mới like mới sướng rồi mấy chị. Giờ like mới sướng này. Like nó ngồi nó thoải mái. Mặc cái đầm like nó sợ. Quay qua bên này quay qua bên kia. Mấy bà chửi tôi là lộ hàng nữa. Á à, đẹp quá. Rồi set nine sale 99.000 luôn. Cái này là set nine nha mấy bà nha. Set nine 99.000. Set nine 99k. Ai lấy set nine ghi cho em là set nine 99k. Bà mẹ nó bom túi sách này trời. Wow ạ. Trời ơi mới có 2 giờ mấy chị đi đâu hết rồi, chạy đi qua đảo chơi rồi hả? Rồi cái này là set bút Paris 99.000 luôn. Má ơi. Cái này là dây, có dây kéo ở đằng sau nha. Set chân váy bút Paris á. Set chân váy bút Paris. Set bút Paris set 9 của Ngọc Phượng kìa. Túi sách này là túi sách của em á mấy chị. Em thanh lý cho 300 vẫn bom. Túi sách để cho mấy chị 150 luôn. Cái này của em nha. Hàng thanh lý của em á. Túi sách 150 luôn. Chia sẻ bài cho em lại cho mấy chị ơi. Em nhức đầu quá mọi người. Cho em có động lực em xả bom cho nó hết đi mọi người. Còn có 100 đơn à. Còn có 100 đơn thôi. Ráng thương em tương tác đi cho em dễ like đi. Quần chị đang mặc là 99.000. Ai lấy quần thì comment là quần. Quần này 99.000. Áo thì 95.000. Còn nó 3 cái à. Áo đang mặc 95.000. Còn 3 cái.
Ai lấy áo thì comment áo 95.000 còn 3 cái nha. Áo 95 quần 99 nguyên cả set này cho em. Á xinh ha. Ai lấy quần thì comment là quần. Thần thánh 99.000. Túi của chị Ly Ngô. Túi của Ly Ngô áo 95.000 có 4 cái. Kim Ly có quần thần thánh. Ngân Ly có quần thần thánh. Quần đợt này form đẹp hơn gấp đôi đợt trước. Ly Ngô. Quần thì khỏi phải bàn đi mấy chị, còn áo cũng khỏi phải bàn, nó bán lâu lắm rồi đó. Áo thì Dung mặc của Nhi Thí, Thu Vi có áo đang mặc. Thu Vi có áo đang mặc, Nhi Thí có áo đang mặc. Còn hai áo đang mặc á không? Nguyễn Thị Ngọc Bích có áo 95. Nguyễn Thị Ngọc Bích có áo 95. Quần dồn đơn của chị Minh Ngọc. Quần dồn đơn của chị Minh Ngọc, quần 99.000. Quần đợt này form đẹp gấp đôi đợt trước. Mấy chị nhìn cái form mấy chị cũng biết rồi. Quần của Thư Chu. Quần của Thư Chu. Thư Chu. Rồi cái này ghi cho em là éo. Hai éo 100.000. Có nước hoa để em nha. Chị khui bom á. Lỡ mà có nước hoa thì mọi người comment đi. Dung không có nhớ đâu mọi người. Hai áo. Rồi trời ơi. Hai áo 100.000 rồi mấy chị. Má hai cái áo mắc siêu mắc luôn. Bán cái 95.000. Giờ đi hai áo 100.000 luôn. Hai áo 100 cổ. Nước hoa còn một chai size. Cái này là nước hoa nữ hoàng, trên em sale lỗ là 150 rồi. Cho mấy chị coi chai nước hoa nữ hoàng, mấy chị đỡ ghiền nhưng mà hết rồi nha. Quần thần thánh. Ôi chết mẹ. Hai áo họ. Quần thần thánh của Phạm Thị Thanh Bình. Hai áo của Diệu Minh, hết áo. Còn áo xanh em đang mặc thôi mới. Chị ơi, làm gì có 212 bà. Rồi cái này cho em là nước hoa 150.000. Cái này nước hoa nữ hoàng á, mùi của quý tộc á mọi người, mùi sang nha, nó không có ngọt. Có chai duy nhất à. Cái này em không mở đâu mọi người ơi. Chai đó là siêu thơm luôn á. Sao mấy chị suốt ngày bom tắm trắng em vậy? Cả đời không bao giờ trắng nổi luôn, nó thề luôn. Mấy cái con tắm trắng là y chang bị đen luôn, mấy chị tin đi. Mày chả đen. Nó đen y chang thằng ao nhà em luôn. Trùi cả đời nó như vậy luôn, súng răng luôn. Trùi vừa đen vừa súng răng luôn. Nước hoa của Trinh Trần. Dạ, tôi đây. Gì kêu bà kia nghe to đùng vậy? Bé kêu tê ơi, nó kêu em bị súng răng với đen kìa. Gì vậy bà? Á, mỗi lần cứ lên kêu bà kia nghe sợ nha. Giống như kiểu mình đắp tắt một cái gì to lớn lắm á. Rung. Rung chim. Nhiều. Người làm nhiều điều tội lỗi đó. Đá có đen còn lắm lông hả? Đá đen này còn lắm lông, chính xác. Nó đấy. Đá đen mà còn lắm lông mà còn bom tắm trắng. Thì đó là mày. Thì đó là mày. Đầm trắng cho em. Gì đây quần bà Thư Chu, bà cứ comment đại vậy. Thư Chu mấy sản phẩm rồi? Mấy sản phẩm rồi? Mấy người comment nhiều nhiều phải hỏi chứ. Ừ, bị bom nhiều lắm. Tắm trắng đợt này bị. Váy trắng 149.000. Rẻ hôm qua 5.000. Hôm qua vừa bán 20 cái xong. 149.000. Trong bom em xả mấy chị á. Thằng ao chuông gió gì á gì tôi là gì. Thằng ao nó kêu bà vừa đen vừa súng răng. Chân lợi lợi có váy trắng. Chân lợi lợi có váy trắng. Chị ơi em dành cả năm để cay rồi đó, giờ còn có mấy ngày. Coi chị kêu mày cho hàng đọc cái comment đi. Em cay cả năm rồi giờ không cay nữa. Em chửi tụi nó cả năm rồi chị. Thiệt á, giờ em chửi không nổi nữa. Giờ em chửi em tay biến chết luôn á. Giống như kiểu khi mà người ta áp lực nhiều quá mấy chị. Người ta áp lực á, người ta trở thành bị điên khùng á, mọi người thấy biết không? Cái cảm giác đó không? Không còn cảm giác quạo nữa rồi. Ê, nó nhìn thấy tôi bao giờ đâu mà nói tôi láo vậy? Thì Dung nói em đó rồi nào? Nó nói. Nó đứng dậy nó kêu bà bé em cute phúng răng với đen chắc luôn, nó nói vậy. Thì hai áo 100.000, hai áo sọc nha mấy chị, 100.000. Hết đầm trắng rồi bà ơi. Ê, còn cái đầm nu ở trong kia kìa hàng, trong cái phòng thay đồ nhà mình á. Cái đầm nu tầng tầng á.
Em bị bom cả năm em cay, chị hỏi khách đi, cả năm em cay rồi, bây giờ hết cay rồi mấy chị. Bây giờ ngồi săn bom với em cho nó vui nha, vui vẻ, hòa đồng, không quạo. Rồi áo sơ mi 80. Áo sơ mi này mắc lắm luôn á, bán 145 không có bán, à bán 135 không có bán, giờ xả 80. Sơ mi 80, ha, sơ mi gấm luôn mấy bà, đùa đâu. Sơ mi gấm 80. Gấm tém mấy chục nghìn á. Áo giống em mặc màu trắng 95.000, còn cái này bị bom á mấy bà ơi. Má ở chỗ nào cần đen mới đen thôi. Trời ơi, chết rồi. Hai áo của chị Lê Thị Thùy Nhung. Hai áo của Lê Thị Thùy Nhung. Rồi áo trắng giống em mặc. Áo em mặc còn cái nè mấy chị. Ai lấy không, bị bom còn cái nè. Với một cái vàng. Hả? Chưa, đưa đây. Trời ơi, chị Cẩm Nguyễn, trời ơi. Cái nét em mà chị kêu dễ thương thì thôi luôn đó chị. Nét em bao mất dạy luôn đó. Tại hôm nay tận đó mọi người ơi. Hôm nay bị bà nhập. Rồi áo vàng cho em. Chị đừng khen em quá, rồi một thời gian chị coi lại chị chửi em. Thiệt, nét em không có hiền đâu. Không dễ thương. Dễ thương thì dễ thương nhưng mà không có hườn. Không có hườn nha. 95.000. Chị nói vậy khách tưởng em hiền, nó bom em chết cũ luôn đó chị. Thiệt á. Em phải giữ. Thẳng. Chị sai hoàn toàn nha. À nì. Sao Phương Ni lại nói chị vậy? Trời ơi, làm chị tổn thương á. Chú ơi, Thư Chu có quần rồi bà ơi. Ai comment nói với bà Thư Chu nó dùng cái đi trời. À comment mà thấy mà thiệt á, mắc ghét luôn á. Tức á. Áo khoác xeo lỗ 119.000. Còn có một cái mấy chị, khoác 119.000, há rồi nó bom. Bom được cả khoác cả quần luôn. Khoác sale 180, sale 119.000. Khoác. Áo chị mặc của Huyền Trần. Cái đầm lúc này còn một cái màu nu duy nhất. Há cái đầm. Cái đầm này là cái đầm Mai Phương Bùi với mấy chị. Em không có hàng nữa hết rồi, đầm nu. Ok chị. Rồi ai lấy cho đầm em. Xin ít review về bản thân đi mọi người. Để kiếm gạch đá về xây nhà. Quần không đai size S. Quần không đai size S 150. Áo vàng của Huỳnh Nhi. Áo vàng của Huỳnh Nhi. Đầm của Trinh Trần. Đầm của Trinh Trần. Hết. Quần 150.000. Hết đầm. Vâng ạ. Vâng ạ. Đùng bà thử biết liền. Á à, khách ghê. Người ta đang giả nai thì cho người ta làm nhìn giả nai cái đi. Vô comment ác ghê. Quần của chị Bông Bông. Quần của chị Bông Bông. Hết. Áo hồng với áo xanh, hai áo 100.000. Cái này là theo hàng Thái, hàng mắc nha mấy chị. Hàng này là không bao giờ xù lông, bảo hành trọn đời. Hai áo 100.000, hồng với xanh. Cái này là bảo hành trọn đời nha mấy chị nha. Áo này em bảo hành trọn đời á. Ai làm gì làm em bảo hành á. Bảo hành cái tưởng là tưởng bảo hành. Áo cái này hàng xịt nha mấy chị, sale cho mấy chị 70 luôn, trắng với đen. Hai áo của Diệu Minh. Áo trắng với đen, cái này là hàng có cũ hàng mắc á, mà để mấy chị trên like là 70 hả má ơi. Má sao để rẻ với người ta. Áo đen với áo trắng 70.000. Đen còn nhiều trắng. Thằng xeo ao ơi sồn lên. Hồng xanh là hết rồi đó, là hai áo. Ủa áo khoác mày không bấm hả? Đù mà mi. Khoác của Diệu Minh bà mẹ mày. Mày tít rồi xuống dưới cơ. Tít á em ơi. Tít ở dưới kia kìa. Sau cái comment của chị Bảo Hân Phạm á, là lướt xuống dưới nha, không phải lướt lên trên đâu. Khoác của Diệu Minh. Loa lê Diệu Minh comment mày. Mắt bị lé à. Hả? Mày thấy này giờ chị không chửi đúng không? Cái gì? Có. Rồi hết. Còn một đen. Rồi áo nai form với em mặc nha. Áo nai xe mấy bà 80 đi.
Hôm nay đang buồn đời, 80 luôn. Tính sale 95 mà thôi cho 80 luôn, lỗ luôn. Chiến bom đi mấy chị nè. Úi giời ơi. Kinh chưa? Trời ơi, đà trời. Má ơi, bao tải bên này nữa. Chắc là chết quá. Rồi kéo đâu luôn rồi. Áo trắng 70 của Lê Thị Thùy Nhung. Trắng 70 của Lê Thị Thùy Nhung có đầm, có áo, có xếp, có quần xì, có áo vú luôn. Nay có 80. Thu Vi. Thu Vi có áo này. Áo này Thu Vi có. Cái nào nhiều nói nha. Rồi L cho em quần L 140 cho em quần L 140. Ha, quần này sao lỗ luôn mấy chị. Quần L 140. Quần L 140. Hai áo hồng với kem 100.000. Này sale combo cho nó lẻ đi mấy chị. Lời trả lời được ngàn nào rồi sale đại đi. Hai áo 100.000 ghi cho em là hai áo 100. Huyền Trần quần xanh L. Huyền Trần đi cọc giúp em nha. Chị Huyền Trần đi cọc hộ em nha. Rồi áo kem với áo hồng sale lỗ cho mấy chị hai áo 100.000 luôn. Bích kim hai áo. Đi cọc luôn. Rồi cái này là áo đen cho em 80. Áo ơi, áo này toàn là áo lấy vào 105.000 á. Xe 95 là xe 80 biết bóc gì ăn luôn đó mọi người. Áo cho em áo đen 80. Áo đen 80. Áo đen 8 tiền. Áo đen 8 tiền. 8 tiền, 8 tiền. Bích kim cọc 200 rồi mà. Ok, bích kim cọc 200 rồi mà. Ok. Vâng ạ. Vâng ạ. Hôm nay nhà em bị tận ạ. Bà nhập. Ok Nhung. Rồi set nay dùm em sale 99.000 luôn. À set Buma. Set Buma 99.000. Mấy thể mấy chị thấy tim em mà dễ thương không? Bom mà vẫn cười. Ok Big Kim. Thấy rồi. Em thấy rồi, chị Big Kim ơi, sorry chị. Mai chốt đơn, ok em. Trời ơi, set Buma 99.000 mong ai lấy. Buồn chú vậy. Chốt đó mọi người. Set đó siêu đẹp luôn á. Rồi cái này áo 80, áo đen, cái này là hàng xịt nha mọi người nha. Rồi ai lấy cho em? Hôm sau ấy đi em ơi, hôm sau khỏi cọc đi, Huyền Trần khỏi cọc đi, hay mua hàng mà. Hôm sau nhân viên à, gọi điện chốt đơn để cọc cũng được, ngày mai thứ hai cọc cũng được. Rồi cái này là nước hoa blue, blue. Áo đen của Angel Nhi, Nhung Angel. Cái này chai blue của Nam 150 có chai mấy chị ơi, cái này là hàng chính hãng luôn á. Ha, cái này thơm xỉu lắm. Thằng ao thúng nhà em nó xịt. Ao thúi. Nó xịt thúi mà thành thơm luôn mấy chị, thơm lắm. Cái chai nước hoa blue Nam này là nắp hít hàng đúng xài, bao phê luôn mọi người. 150.000 có chai duy nhất bị bom. Nước hoa của Yuri Trần hết rồi mấy chị ơi. Ok ăn vặt Mesa. Trời ơi cái đầm này ai nữa bom trời. Xong tiền. Á ơi. Trời ơi mấy chị. Trời ơi nè mấy chị, cái đầm tức không. Cái đầm này màu xám là màu hết nhiều nhất, màu hết nhanh nhất. Rồi đầm xám xe 120. Hết rồi, có một cái à. Đầm xám 120 cho em. Đầm xám. Áo nhung này em để lỗ cho mấy chị 70 luôn. Tại áo nhung này áo nhung hàng mắc cho mấy chị. Chắc thun em đã sale 70 rồi đó. Cái này là bằng nhung nha. Nè, nhìn cái mút của nó ở trong đi mấy chị. Sale 70 luôn áo nhung. Áo nhung mặc cái quần thần thánh của em mặc cũng siêu. Má nhìn. Áo nhung. Áo nhung, áo nhung xám 120 của chị An Khương. An Khương. Combo kem. Trời ơi má ơi. Còn
ba cái. Lung linh áo nhung. Sám bao nhiêu ký cũng vô hết đó chị. Ngọc Phường áo nhung. Ngọc Phường áo nhung. Lung linh mày không bấm hả? Rồi combo kem 199.000 hai hộp, có đúng bom cái rồi mấy chị ơi. Hà Ngô áo nhung. Này cái này còn cái quần nu này ai lấy không? Không, em yêu. Cái này Dung có một cái quần đi chăng Dung mặc màu nâu thôi, cái này chỉ có trong bom thôi mấy chị hết rồi. Chị của em ngực to lắm. Không chị, cái đó em ngực 90 mà em mặc nó còn rộng á. Quần nu trăm. Trời ơi. Nãy giờ mấy chị thấy em khui bom không? Chắc phải 20 tắm trắng rồi đó mấy chị. 20 combo tắm trắng bị bom, quần nu có cái thôi. Quần không phải quần này đâu, quần kia chưa kiếm ra bà cái bé kem ơi. Bà hãy đợi tôi đi. Yêu chị 3 ngàn. Còn 2 ngàn tiếp một kẹo cho. Rồi ai lấy tắm trắng. Á à, mấy con bom tắm trắng trù vô không bao giờ nó thì trắng nổi luôn trời. Xong nó có thể bom tắm trắng của mình thực. Chị Nhung Nguyễn Thị có quần nu. Á à, nó bảo lấy quần của mình ta ơi. Không, trong mình vẫn còn một cái kia trên luôn. Hải Lan là đi vậy. Hải Lan có địa chỉ rồi em. Ok. Sao mày bấm bên đó thì nó không có địa chỉ, ở bên này nó có địa chỉ ta. Tắm trắng của chị Hải Lan. Bên em là em sao chép luôn địa chỉ á. Ở bên chị là chỉ là nhu cầu chị bấm ra là nó có, hiểu không? Em hiểu các chị chị hàng rồi. Quần ngố sai ớt. Sẽ. Sai ớt. Ớt. Quần ngố sai ớt giùm em. Sai ớt, sai ớt. Bả đi, bả không nghe máy. Tập tiếp. Anh thử đi mưa kìa, tắm xong ra tắm mưa đi. Chị Hải Lan ơi, chị chốt cho em một combo 140 rồi một set set này rồi chị không lấy hàng, chị không nghe máy rồi sao chị lên đây chị chốt hàng? Tại sao? Hả? Tại sao? Hả? Tại sao vậy? Đây, đây, chị không nghe máy rồi lên đây chị chốt hàng tiếp rồi sao? Hải Lan ơi, quần size S cho em sao lỗ cho mấy chị trên live bán tặng mấy chị 120 luôn. Tại quần đó em không còn cái nào để mà bán, ngố là em không còn cái gì luôn á. Ngố là em không còn một cái gì luôn mấy chị. Vui vẻ không quạo nha. Rồi cái đầm đỏ lúc này em mặc bị bom nè. À mẹ, chán ghê. Sao cứ bị lập lại. Sao cứ bị lập lại là sao ta? Là sao? Bảo anh tắm trắng còn không chị Dung, còn nó Su ơi, bị bom quá trời này chú. Tức á. Sao mấy chị bom tắm trắng em không có hàng bán mấy chị ơi. Thiệt á, tắm trắng em nói thật, em giờ khách mà vả quá rồi chốt ký không á. Vả quá rồi mấy bà. Là chốt ký không. Em lấy bao nhiêu thì em lấy, bắt lại hồi trưa suốt rồi em không cầm máy. Em đang để đơn cho chị đó. Nhớ để cho em nghe máy nha. Bấm tắm trắng lại cho Hải Lan đi. Lần này không nghe máy nữa là đừng có nói gì với em nữa hết á. Nói giống nhau hai lần. Rồi đầm lúc này em mặc còn cái màu đỏ nè. Tắm trắng em xem 169.000 ba bịch. Em quạo luôn mấy chị nè. Đang còn đưa cho chị hết mấy cái bịch bị bom đây. Em đang bị bom mười mấy set sáng giờ em khui mấy chị. Ai lấy chốt giùm em, còn có 6 set bị bom thôi. Tắm trắng giùm em. Su chốt bao nhiêu set chốt trên này luôn đó Su. Chứ hàng gì hết rồi. Em mới lấy đồ vải đẹp lắm chị. Sao mày không đọc những cái comment của khách review về tao mày? Không nghe. Không nghe. Không nghe hay là không thấy. Rồi ai lấy chốt giùm em nha, tắm trắng cho em. Quạo wow, mọi người, em bị quạo wow trong người á. Em khó ăn ở lắm. Áo nguyên tắm trắng. Váy đỏ 160 em sale mấy chị. Ngày nào em cũng chém. Su hey, tấm trắng ngày nào em cũng hít. Em cũng hít chứ. Tấm trắng ngày nào em cũng hít. Tấm trắng thích lắm. Có quần ngủ xe hết rồi. Lấy em 6 set. 6 set của Su Su Hi. Áo cho em. Áo này là hàng mắc nha mọi người nhá. Sale 70.000.
đi chạy này, ok. Ok, tục tưng. Cảm ơn Kim Thi, đồ đẹp nhức nách. Nhức nách, ôi nhức nách. Đồ đẹp nhức nách, nhức chim. Rồi áo trắng gem 70 với áo này 70 luôn. Đen với trắng 70. Áo hoàng mắt đó mấy chị. Mấy cái áo đó là vải siêu 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 của đỉnh luôn. Áo kem màu mấy chị ơi. Lên lê áo 70. Lên lê áo 70. Áo 70 áo nào chị? Tắm trắng da lì. Càng da lì càng nên tắm. Như trâu luôn càng tắm. Tắm trắng dành cho da trâu bò mấy chị. Đen. Ờ. Như ý đoàn áo trắng. Hết. Vâng. Rồi đầm này em sale bán tặng mấy chị trên line hàng 165 á. Nè mà còn có cái hàng thiết kế size S đó mấy chị. Cái này hàng mắc nha. Sale mấy chị 120 luôn còn có cái à. Hết rồi. Sale tớn lên. Mai mới đi em yêu ơi. Rồi set nâu Mai Phương Bùi sale 101. Má màu này đẹp ghê ta. Set nâu Mai Phương Bùi. Má ơi đẹp. Set xoắn ngực có mấy chị, set màu nu 110, sale mấy chị 110 luôn đi. Đây, vừa mới nói tắm trắng bị bom nữa nè. Set tắm trắng bị bom. À, tức không? Tức ơi là tức. Ba bực mà sức kem được không ạ? Em chị đã nói rồi, em xài đúng 3 bịch xong đi rồi em quay lại em kiếm gì nữa. Chị nói thẳng ấy, không ai mà xài tắm trắng của Dung không kiếm Dung lại lần thứ hai. Hứa danh dự luôn. Ghiền đó mọi người, mặc dù trắng vẫn ghiền. Ghiền tắm á. Da nó mịn. Đầm 120 của chị Phương Phương. Ê Huệ Ngô khách quen mà sao bom hàng ta. Chị ơi cho em hai set. Tên Ngọc Trương có rồi mà. Tên Ngọc Trương có hai set tắm trắng rồi đó. Còn em chốt cho người nào đúng không? Còn em chốt của em thì em ghi nha. Tại này em cho số điện thoại địa chỉ của người nào á. Chị Hà Ngô. Tâm trạng không tốt có tắm trắng. Tâm trạng không tốt. Trời ơi. Tâm trạng không tốt. Dạ, vâng ạ. Combo kem còn có combo à, 199.000 hai hộp. Áo nai màu hồng 90. Cái này em sale mọi người mấy cái này 130 không á? Thảo Nguyên. Thảo Nguyên. Tắm trắng. Tắm trắng. Thảo Nguyên. Ok. Áo hồng 90. Em có rồi á Trương ơi, Trương à. Có rồi Trương ơi. Rồi cái này cho em. Thư Chu áo hồng. Cái thằng này nó đọc Thư Chu áo hồng. Rồi quần này là size M, sale cho mấy chị trên line 150.000. Quần em đấy vào cao lắm luôn đó mọi người. Form quần siêu đẹp luôn nè. Má ơi. Má form quần này bao đỉnh luôn á. Size M có một cái à 150. Cô áo khoác đi đâu. Chị chưa chưa cá. Quần size M nay chốt địa chỉ chỗ em làm gì em dạo này bận quán rồi. Ok em. Là em đổi địa chỉ đúng không? Mọi ngày là gì trả tiền. Hôm nay là tự trả tiền đúng không? Rồi cái này cho em nha mọi người nhá. Áo Adidas khoác. Ghi danh chữ khoác thôi 90. Size M của chị Bích Thuận. Size M của Bích Thuận. Hết. Tắm trắng là 169k chị ơi. 169k. Chị unbomb á mấy chị. Có một cái à. Alo. Có mấy set bom mà mấy chị. Rồi. Hả? Không còn. Bỏ hàng Yến My. Rồi set caro hàng cao cấp. Cái này gồm chân váy lận nha mấy chị. Quần đang mặc 99.000. Đưa một cái quần đang mặc để sẵn đây đi em. Nè cái này em còn đúng một set caro.
Bích Thuận. Rồi ai lấy cho dùm em nhá. Quần đăng, à lộn, set caro 119.000. Quần đăng mặc còn 4 cái dư thôi. Quần đăng mặc 99.000. Quần đăng mặc 99.000. Quần thần thánh bên nhà Dung á, 99.000 khỏi phải nói đi ha. 99.000 quần. Hả? Cái gì quần khoác vậy? Xét cho mấy chị ơi, khu du lịch Bửu Long Biên Hòa Đồng Nai của Ngọc Nhi xét caro. Khu mình sống mà. Khu mình sống. Khu chị em mình sống bắt tay cái. Ok. Vâng, cảm ơn. Đau. Rồi quần cho em xem. Tao có chồng rồi mày kêu tao tới nái mày. Ai lấy cho dùm em nhá, quần xem mờ. Quần xem mờ cho em. Vâng ạ. Thu Thảo có quần đang mặc. Tạ. Hả? Thu Thảo quần đang mặc. Thu Thảo. Thu Thảo. Thảo cái đầu mày á. Cái ghi quần ý quần đang mặc khác nha. Cái đó là quần đen á, quần đen là 80 sale đi mấy chị. Quần đen của chị Thùy Dung. Quần đen của chị Thùy Dung. Má ơi bom cái này cả chiều nay không hết bom luôn trời. Áo này ai lấy hai áo thì 100.000 nha mấy chị ơi. Hai áo 100.000 em cho mấy chị lựa màu còn còn 6 cái này, còn 8 cái. Cái áo này mặc với quần em siêu đẹp luôn. Này mọi người những cái hàng có bút ngực, cái này bút ngực hàng xịt nha, không phải bút ngực hàng ba cái hàng rẻ đâu mấy chị. Mà em để hai áo 100.000 luôn đi. Ai lấy thì chốt giùm em, lựa màu giùm em nhá. Ai thích màu gì thì cứ lựa thoải mái, mút cần câu đi mấy chị. Hai áo 100.000, lựa đại đi. Mãi vô mãi vô. Áo đẹp ha. Đúng rồi, quần đẹp. Không phải. Ai ghi lấy quần đang mặc thì ghi quần đang mặc nha. Ok. Ngọc Phượng lấy quần em đang mặc hay là quần nào? Quần đen không phải đâu. Quần ghi lấy quần em đang mặc comment. Hai áo giùm em nha mọi người ơi. Hai áo 100.000. Cái này em sale lỗ hôm bữa 85.000 đó mọi người. Hai áo 100.000 kèm màu. Hai áo trắng đen. Trắng đen. Thùy Trang Nguyễn. Cò vàng không? Còn. Bích Thuận trắng cộng vàng. Đen với sao còn. Hả? Đen với sao? Còn. Nhi Hí. Nhi Hí. Giò bảo nu cam 100k hay không? Hết cam rồi. Cáo nu thôi. Có đơn chưa? Có đơn rồi, không có đơn. Cho một cái nu đi. Chợ bà nhây ghé trắng cộng vàng bằng 100k. Rồi em còn từng này cái thôi, ai lấy chốt giùm em đi. Còn nu trắng với lại vàng thôi mấy chị, đen. Còn đen nu trắng, còn đen nu trắng vàng. Hết cam rồi mấy chị. Áo nu đen còn không? Nu đen còn. Thử có rồi em ơi. Cũng quẩn hết rồi. À áo xin đen này đúng rồi. Thử xin đen. Gì? Thêm đen hả? Ờ nãy là có nu rồi, giờ thêm đen nữa. Nu với đen. Đâu sẵn rồi. Áo vàng và đen cho nơi, tìm nơi còn đen. Tìm nơi bình yên vàng đen. Nu vàng còn không? Còn nu với trắng thôi, hết vàng hết đen luôn, còn nu với trắng thôi. Mai Nguyễn gọi qua trắng đi chị ơi, chị có cái nu đi nha. Áo đen còn đúng không? Hết, còn nu với trắng. Giờ ai còn một cái em vẫn chốt cho nhá, chứ có đơn. Nu với Nhi Phan, còn một nu một trắng. Không, tùy gân là chỉ có màu nu thôi. Tiền Linh có màu nu thôi. Ok. Ok. Tiền Linh có bòi nha chị ơi. Chị Phan có bòi luôn. Ok ok ok. Thanh Phong là màu nu. Thanh Phong là màu nu. Có bòi đấy. Rồi hết. Còn trắng thôi. Còn trắng thôi. Còn trắng thôi mấy bà đẹp ơi. Còn trắng, chị Thúy Nga trắng rồi, hết. Rồi hết. Cho chị Thúy Nga cái đi. Bán nhưng không cho. Bán nhưng không cho. Ok. Ok. Như thôi. Như thôi. 9 triệu, 1 triệu. Đặt lại. Ngáo à? Rồi chốt giùm em nha, áo khoác. Cái này em xem 129.000. Áo khoác em xe 129.000 luôn đi. Còn có 3 cái. Cái này 180 lận. Hồng vàng.
đỏ. Này ai lấy thì chốt cho mọi người, em xem lỗ á. Tại cái này là nhung theo hết đó mọi người. Áo khoác nhung phong xịt đó mọi người. Kèm màu, kèm màu, đỏ, vàng với hồng. Cái này em xem lỗ á, ai lấy thì ủng hộ em. Còn có mấy cái à, em xem lỗ á. Còn em xem mờ hết rồi em ơi. Áo khoác kèm màu cho em. Cái này em xem lỗ mọi người. Mọi người nhìn cái phong áo này, hàng siêu xịt luôn á. Mà để mấy bà trên line có 129.000 thôi. Áo khoác này áo khoác bằng nhung á mọi người. Ai lấy khoác thì ghi cho em rõ là khoác kèm màu. Tuyết Linh kèm màu đi bà ơi. Vàng của Nhiên An, vàng của Tuyết Linh. Em còn hồng với đỏ với một cái đen, đưa chị cái đen, còn cái đen nữa này. Nghĩa hồng lên địa chỉ. Còn cái đen em sale mọi người 180 lần á. Chị đồ em đi chưa? Dương Lộc nguy hiểm, gọi điện không nghe máy. Đỏ của Thu Cao. Mày có vàng á Tuyết ơi. Nhi Phan áo khoác đỏ. Bạn chị tới cậu. Bạn yêu. Mày nói từ nó bắt tao kêu mày bạn yêu kìa. Một là chị cho sai số điện thoại. Ủa Nhi Phan đỏ đâu? Ư Cao, Nhi Phan đỏ. Thằng đó nó cứ sồn lên bên đó đó. Buồn ngủ đó. Hả? Chị Linh là chị nào? Chị có chồng một con rồi mày. Hết yêu chị hả? Người ta kêu là gái có chồng nó mới mặn mà, ngu lắm con ạ. Ừ. Em quá nhạt nhiều, em súng răng hay à? Em muốn súng thêm cái nữa hả? Chán hết cũng nổi tao. Mày chán hết phần của tao, mẹ sáng mua hai cái mì táo hết rồi đó. Chán. Để cho người ta ăn xong rồi nói vậy. Rồi xong rồi kia ra. Có gì không mày? Đầm cho em. Đầm này hàng xịt đó mấy chị. Hàng này không nói, nói không có giọng vừa đâu. Đầm xe 125. Bưng 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 ở trong kia. Chốt giùm em là đầm 125.000. Ai lấy đồm kia giùm em là đồm. À, cái đầm này đẹp lắm. Em có cái màu vàng, màu trắng với màu xanh đen đó. Lấy gì? Mày bị đuôi à? Lấy đồ ra đây chơi. Lấy đá ra đây cắn. Lên áo kiểu đi chị. Đây 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 đây. Em đấy mẹ chị. Chị đứng xôn lên. Để em lên từ từ. Rồi áo này cho em. Màu hồng với màu trắng. Hồng trắng, hồng trắng. Đúng là con gái của ta. Đúng là con gái của ta. Cái áo này đẹp. Anh thích áo trên bóng này. Thằng này cứ nó sồn lên nhỉ. Đầm hoa của ai kìa? Của từ từ. Từ từ đầm hoa. Áo trắng với áo hồng 80. Túi jeep á mấy chị, hàng túi jeep á nha. Đầm là có chị á, Phạm Thuận à. Đơn của chị Phạm Thuận à. Chị cầm luôn đi à. Chị cầm luôn đi ạ. Trắng trắng rồi không? Trắng là áo còn. Trắng là có chị á. Ba cái trắng, hai cái hồng. Ok, chị Nhi có đi à. Chị Nhi có. Kẹp đi ao rồi có hết. Trắng áo. Áo trắng của Angel Nhi, trắng của An Ngọc, hồng của Huyền Trần. Áo làm gì có đỏ mấy chị, cái này là màu hồng á chị Minh Dung ơi. Áo hồng của chị Minh Dung, không phải đỏ đâu, cái này màu hồng á. Đỏ cho áo khoác á. Nguyễn Nhiên, áo hồng, rồi hết á. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Nè, cái áo này em để hai cái em mặc luôn. Áo này mấy chị nhìn qua là biết hàng xịn rồi, không cần chúng nói đúng không? Áo này là hàng siêu xịt luôn mà để mấy chị trên like 90 luôn. Áo này em mới bán 145.000 á. Nè mấy chị nhìn em có 4 cái thôi nha. Em sale mấy chị luôn 90. Áo này em mới 145.000 á. Mấy chị nhìn cái bọc luôn. Hàng siêu mắc luôn. Mày còn trắng không em? Còn một cái trắng của Hiền Kaka kìa đó. Ngồi sầm lờ đi. Thấy rồi. Tóc đẹp không mấy chị? Tóc đẹp không? Tóc đẹp không? Tóc này nha. Kiểu nha.
giữ tóc già này nha. Rồi ghi cho em nha, áo cho em, áo 90 hoặc là áo xám. Áo này là siêu mắc luôn đó mọi người. Vải siêu xịn luôn. Trời ơi. Vải siêu xịn luôn. Áo giùm em. Có 3 4 cái em mới bà ơi. Lên trên đầu tao nè. Mày tới số rồi đó con. Áo xanh đang mặc của Trịnh Kim Kim A, áo 90 của Loan Lê với Huỳnh Mon, Thùy Dương, bé Tư hết. Bốn người áo xám thôi nha ơi. Đọc tên người có nhớ không vậy? Bé Tư đâu đây? Rồi. Huỳnh Mon. Rồi. Thùy Phương. Hết. Thúy Phương. Bốn người đó, bốn cái áo xám đó, áo 90 với áo xám là một đó em. Đâu Huỳnh Mon đâu? Huỳnh Mon chưa bấm hả? Huỳnh Mon chưa. Vậy sao bấm 5 phiếu rồi? Ai không có? Đọc những ai? Giờ chị đưa chị đọc những người có áo 90 đi. Huỳnh Mon có áo 90, Loan Lê có áo 90, Thúy Phượng có áo 90 với bé Tư. Trịnh Kim Ma rồi đó. Trịnh Kim Ma là áo đang mặc. Không thấy cái phiếu. Trời ơi. Thuần đói bụng hả Thuần? Thằng bò hả? Thằng đói bụng hả? Còn đang mặc 99.000. Chị sorry Thuận. Ngàn lời xin lỗi Thuận. Gia đình này thay mặt xin lỗi Thuận. Không nhận luôn. Cả dòng họ xin lỗi Thuận. Thuận không chấp nhận lời xin lỗi tao mày. Nói lộn thôi làm gì ghê vậy. Kinh vậy. Má giờ mới biết cảm giác của những người sợ Thuận thật. Quần đang mặc 99.000, quần đang mặc là em lấy cho mấy chị là mắc hơn 5.000 đó. Nó điêu bất lọc luôn đó, mà bán nó là 99.000 luôn đó. Thấy tội em không? Không nở lên giá không mấy chị á? Không. Mấy đứa này mất nét ghê luôn đó trời. Dương ơi, không có rồi. Á giờ mấy chị đừng có chửi em, mấy chị ơi, do mấy đứa bấm phiếu, mấy chị ra đây chửi mấy đứa bấm phiếu này. Đầm Mai Phương Bùi 99.000 luôn đi. Đầm Mai Phương Bùi này em lấy vào là 115.000 đó, bán với chị 145.000 đó. Đầm Mai Phương Bùi hàng mắc đó mọi người. Đầm Body Mai Phương Bùi 99.000. Ai lấy quần em mặc thì chốt nha. Còn có 2 cái, 6 cái à. Còn 6 cái à. Quần Thái Thái của Nguyễn đi. Quần đang mặc 99.000. Ủa cái phiếu lúc này quần em để đâu hết rồi? Thúy Phượng quần đang mặc. Trên kia hả? Phương Trần đầm 99. Vâng. Còn làm không? Hết rồi. Ai lấy quần ghi quần. Vâng ạ. Và lời nói đầu tiên cho phép. Vâng ạ. Quần đầu tiên cho chị. Set vàng xe 119.000, set này em hết rồi mấy chị. Còn có set vàng 119.000, đầm em hết. Set vàng sale lỗ 119.000 luôn. Cái này là size S nha mọi người nhá. Set vàng size S. Còn có set à? À set này siêu đẹp. À nhìn cái chân váy này, xỉu chưa? Trên váy có quần trong nhá. Set 119.000 hết rồi. Set 119.000. Vâng ạ. Nguyễn Trinh lên địa chỉ đi ạ. Vâng ạ. Vâng ạ. Có buồn. Có buồn. Có mệt lắm. Đó giờ đi ai mua nước ép lựu dạ uống nhờ. Em đi cho. Thì ai bỏ phiếu. Áo khoác len sale lỗ 99.000 luôn. Khoác len 99.000. Có 2 cái mấy bà ơi. Khoác len này hàng Quảng Châu 100% nha. Mấy chị nhìn hàng cho em. À đi mua nước ép lựu uống nha. Áo khoác cho em. Cái này em có 2 cái. Cái này hàng mắc nha mấy chị nha. Không phải hàng rẻ đâu. Trời ơi cái áo khoác của em. Không được. Không được. Bây giờ nó bị lỗi rồi. Bấm máy tính là mai. Không phải ngồi bấm máy tính luôn á. Áo khoác cho em. Quần đang mặc của Trân Chu. Áo khoác này hàng mắc có mấy chị. 99.000 khoác len hàng cao cấp. Cái này là hàng hàng Quảng Châu á mấy chị. 99.000. Khoang. Khoác trắng kem. Ly ngô. Ly ngô.
Vâng ạ. 100.000 bạc à mấy chị ơi. Thiệt á. Xịn sò. Trời ơi áo này, trời ơi mấy chị nhìn cái áo này. Đẹp xỉu không? Áo nu. Cái này có 4-5 cái à. Này, ai lấy thì chốt trước thì có nha mấy chị ơi, có 4-5 cái à mấy bà. Áo này mặc với quần thần thánh em đang mặc là siêu đỉnh luôn á. Màu em xem mấy chị 75.000 đi. Màu nu, màu hồng, màu đen, màu trắng. Có mấy cái này thôi. Khoác len nu của Thảo Nguyên. Còn đang mặc là hết hết đó. Trinh Chu. Áo len màu nu với màu trắng. Gì màu nu màu trắng là một màu á. Bà áo len đúng không? Áo này kèm màu cho em nha. Màu trắng, màu nu, màu hồng với màu đen. Có cái màu xám duy nhất. Đưa chị cái màu đen đi Hằng ơi. Đưa chị cái màu đen. Đưa chị cái màu đen. Phương Thảo áo hồng. Xuân Thảo áo hồng. Xuân Thảo áo hồng. Áo này 75.000. À, vải siêu đẹp luôn á. Vải mặc đã ghê luôn mọi người. Vải này mặc cái quần thần thánh của em là siêu đỉnh luôn. Trời ơi má màu đen này. Đẹp lắm mấy chị. Rồi ai lấy áo ghi cho em là áo nha. Mấy chị em làm em buồn em mặc cái đổi mấy chị ạ. Hết xám. Có cái xám hả đúng không? Còn xám. Chị Nhiên ăn. Còn hồng không? Còn. Diên áo siêu mỏng. Diên siêu mỏng. Áo xám của chị Nhiên ăn. Còn trắng không? Áo hồng của chị Duyên siêu mỏng. Trắng rồi, trắng cho xinh xảo. Hết hồng mấy chị ơi. Anh chị đang mặc này có ai lấy đúng không? Trung Linh là xám. Chị Xuân Thảo nãy có áo này. Áo đen Hương Thanh Thủy. Chị Xuân Thảo thêm áo trắng. Chị Xuân Thảo thế mà yêu chuyện. Hết rồi, còn có mấy cái đó à. Đây, để sáng cho em. Đây này. Còn gì ở dưới? Áo xám của chị Lung Linh. Lung Linh. Áo xám. Còn áo hồng em ơi. Còn màu gì ở dưới vậy? Còn màu nu với màu đen. Còn nu với đen. Áo trắng màu không? Áo đen của Hương Thanh Thủy. Áo đen của Hương Thanh Thủy. Áo đen của chị An Nhiên. Áo đen của chị An Nhiên. Áo trắng màu. Còn nu với đen thôi mấy chị, hết trắng rồi. Còn nu với đen, còn trắng không chị? Không, hết rồi. Lấy nu cho Thư Chu kìa. Rồi, hết luôn. Còn một đen hả? Còn một nu. Thì lấy nu rồi hết luôn này, còn một nu. Có nghĩa là hết đen còn nu á. Má, nó thiệt nói chuyện. Để hiểu luôn. Má, áo đá thiệt cái chứ. Mày nói mà nó nói sai đúng không? Nó kêu là hết nu rồi. Alo, tao kêu là Thư Chu nu, nó kêu rồi hết nu. Còn nu. Còn nu. Cái áo khoác em đang mặc đẹp rồi mấy chị. Có 99.000 nè. Ủng hộ em cho nó có tiền mua sữa cho con đi mấy chị. Nhóc em chưa có sữa mấy ngày hôm nay luôn. Nghèo đói khổ rồi. Cho miếng nước đi mấy đứa ơi. Hôm qua em kêu chị là chị thiếu nhắc nhở nhỏ thôi mày. Chị thiếu nội thất ở trong phòng mà chị chưa hỏi lại nội thất gì, cái xong đi ngủ lên chưa kịp nói. Là nội thất gì? Đúng rồi. À, tao biết rồi. Má con thằng Bao mất dạy luôn á. Sao? Cái ghê. Má cái thiệt. Tính như vậy tao hiểu ý nhau. Má tới ơi. Cái đó luôn mà nó còn nghĩ tới luôn á. Đó, thôi mày mà hiểu. Hiểu rồi. Rồi cái này cho em. À, thằng bất dạy quá. Nhau là chỉ cần nói cái đó là ao đã hiểu rồi. Ừ. Thôi. Hiểu rồi. Chị yêu ngờ
Thuận nói cái là tao xỉu luôn á. Áo xanh tay dài còn không? Áo xanh tay dài là áo nào? Cổ vuông hôm bữa, trời ơi, hồi hôm bữa chị chịu á. Rồi áo này em xem mấy chị 70 có mấy cái. Cái này là áo top top, đừng để em mặc lên là hết á. Mỗi màu có một cái à. Một cái màu đen nữa là hết. Áo này mà em mặc lên là mấy chị lại giành nhau nữa. Cái này em nói thật, áo này siêu đẹp luôn. 70 thôi, sale mấy chị. Hàng siêu xịt nha. Đỏ của chị Hà Ngô. Hết đỏ. Cái này em sale á, áo là mặc vào nó co giãn, gài nút hết cho em nha, em không gài nút. Áo này mặc lên. Đen của Thơ Jolly. Đen của Thơ Jolly. Mẫu trước nha. Em mẫu trước á nha. Áo dùm em, áo này nên khuyên chân thành nhá. Hết rồi bỏ đi. Chị Thơ Jolly không có áo đen nha chị ơi, áo đen em hết rồi. Em tưởng ở áo này. Áo nu của Phạm Thuận. Còn chị mặc còn áo đỏ của Hà Ngô, Phạm Thuận áo nu. Phạm Thuận áo nu. Rồi ai lấy giúp em trắng nu đen. Hiểu rồi nha, em xài ăn hiểu rồi nha. Rồi hiểu rồi đã. Thôi hiểu rồi. Tháng 10 sau sẽ má chắc chiều giờ đi hái xoài ăn trụ của hàng xóm quá. Áo khoảng bao nhiêu ký chị? Áo trắng của Thơ Jolly. Trắng của Thơ Jolly. Áo khoác của em ai lấy không? Lấy em để mặc. Buồn á. Giận. Chính người. Để cho chị cắm cho khách sững sờ tí xíu. Mà chu không? Má nó chua. Ngon. Ướt là ngon ghê. Má, mình ác lắm luôn á. Tên chén rồi đi. Tên chén rồi quần chung mặc của bé tự ao à. Phát đen đen của chị Phương Phương 100.000 chùa mấy chị chùa chùa quá à. Cất đi em chảy nước miếng, em biết lên like kiểu gì cũng có người chảy nước miếng à, mà nó chua lắm hả. Em có tình á. Này bị bom về bán tặng mấy chị. Áo dung mặc em dạy em hết sạch rồi. Áo len đen của chị Phương Phương. Áo len đen của chị Phương Phương. Mặc cay. Má thằng đó ghen. Chắc luôn. Hay quá, đừng ướt cay là ghen đó. Này gài giùm chị cái phần. Đứa nào gài giùm chị cái. Vụ lòng thương gài giùm chị cái. Quần thần thánh của chị Phạm Thuận. Chị cọc luôn giùm em chị Thuận ơi. Chết em đó chị. Ê, set Mai Phương Bùi 3 món còn 3 set này sale lỗ 120 luôn. Cái set Mai Phương Bùi này là hàng mắc nhưng mấy chị có 3 món luôn, cái nón len trên đầu này. À, set này đẹp lắm luôn á. Cái này là cái nón nha mọi người nhá. Cái nón đó mọi người, cái nón len á, set đúng chuẩn hàng xịn luôn á. Sale 120. Có 3 set à. Này nhìn cái đai quần là mấy chị biết hàng mắc rồi. Set Mai Phương Bùi cho em. Nãy ai không lấy được lấy set này là siêu xịn luôn, xịn hơn set lúc đầu like á. Set Mai Phương Bùi 119.000. 119.000, còn ai coi like đủ sức coi like nữa chị mới có 3 giờ à, thiệt á. Chán mấy chị ghê, bình thường em like tới 4 giờ mà. Ừ, chị cứ ăn gì tụi bay còn có bánh mì rồi. Set Mai Phương Bùi đẹp lắm luôn á. Sao vậy? À, cày quá. Trời má ơi, siêu phẩm áo loa sale 70. Áo hoa sale 70, còn có một cái à. Mà áo hoa siêu đẹp luôn á. 70 dùm em áo hoa, nhưng mà cái xoài này nó không có chua. Cay thôi nhưng nó không có chua.
áo hoa 70, áo hoa siêu đẹp luôn mà có cái à 70.000 trong bom á mấy chị. Áo hoa hôm đó là 100.000 đó, hôm bữa 100.000 đó, hôm đó nữa chứ. Em mà mấy bà còn coi like nó không ơi, tôi ọp tối để sức like nè. Áo hoa của Nhung Nguyễn Thị, set Mai Phương Bùi của Nga Tina. Cái này là set vàng siêu phẩm. Cái này là set siêu phẩm nha mấy chị. Ai lấy cho em là set vàng. Set vàng xe cho mấy chị ở trên like là 119.000. Set này siêu đẹp nha mọi người nha. Nhìn cái form áo là mấy chị biết hàng mắc rồi. Rồi ai lấy cho em là set vàng. Set vàng, set vàng. Set vàng giùm em. Set vàng mấy chị ơi. Set vàng của chị Hằng ô. Cay quá. Hằng ơi cho miếng nước đi Hằng. Giải cứu trời ơi. À đẹp xỉu luôn á. Vừa bán 100 bao nhiêu ta? 145.000. Set này còn có 2 set. Cái này hàng này em bán hết lúc trưa rồi. Này sót trong bom ra. Set cho em, ghi cho em là set sơ mi 145.000. Má tiền nào đi với của đó, nhìn cái hàng này mấy chị. Nhìn cái hàng xỉu nỉu chưa? Má cái quần này. Rồi ghi cho em là set sơ mi. Cái này ai lấy thì chốt nha, chứ hàng này em không có về lại. Lúc thôi chúng bán rồi, hết sạch rồi đó. Nó sót trong cái này thôi. Set nu, comment là set nu áo chị mặc hết sạch. Comment giúp Dung là set nu đi mấy chị ơi. Như Nam đấy set gì vậy em yêu? Comment giúp em là set nu nha. Không lộn hàng á. Nhiều khi không biết mấy chị đang chốt set nào. Áo đang mặc Dung hết. Rồi đầm. Siêu phẩm, siêu phẩm. 145.000 siêu phẩm cho em. Ghi là đầm hoa, set nu của Nhiên An. Ghi là set gì? Sơ mi của Thu Vi, set sơ mi của Thu Vi rồi hết. Rồi cái này ghi cho em đầm hoa 145.000. Cái này là Nhiên An với Thu Vi là hết rồi đó. Đầm hoa siêu phẩm cho em còn 2 cái luôn. À đầm này xịn thật đó mọi người. Đầm hoa 145.000. Cái đầm này á là nó ra hàng hàng beo, nhưng mà hàng beo không xịn bằng hàng hoa nha mọi người nhá. Vải của hàng hoa mắc hơn 15.000 á mà em vẫn để mấy chị 145.000 á. Thế tội em không? Thiệt á, người ta lên giá mà em chả bao giờ dám lên giá mấy chị luôn á. Bán toàn bán lỗ, bán sale không á. Tội vậy mấy chị không thương nữa thì thôi luôn á. Em không bán đồ len chị yêu. Rồi cái này ghi cho em là áo ọp 89.000. Cái này hàng túi zip. Áo ọp 89.000. Ai lấy áo ghi cho em là áo. Áo áo áo. Còn ai coi like nó không không để em dọn. Em ọp tối em like tiếp mọi người ơi. Còn có 100 người coi mà ngồi cứ đứng nhìn em khỏi like đó. Lên mẫu lùi lém. Ọp xanh của Angel Nhi. Còn ai coi like không? Chấm cái Dung biết cho mọi người. Để Dung còn biết là mọi người còn đứng nhìn Dung. Đầm hoa của bé Tư. Rồi cái này 79.000 cho em. Rồi áo cho em. Áo hồng cam sữa 79.000. Kêu ao đóng. Quần đen cho em xe 119.000 có cái mà size M. Quần ngố 119.000, quần đen quần ngố 119.000 size M. Quần ngố 119.000 size M cho em. Á quần này đẹp quá. Có cái mấy chị. Ngố. Banh kiều. Á hàng sale toàn là hàng đẹp. Trời ơi. Size M chân váy gấm hàng cao cấp nha mọi người, sale 95 có cái à. Ghi cho em là chân váy gấm 95. 125 sale còn 95. Rồi áo. Hai áo 50.000. Ai lấy hai áo 50 ghi cho em chân váy của Nhiên An. Hai áo 100 lộn. Hai áo 100.000. Ai lấy áo vàng với áo hồng chốt mềm, hai áo 100.
079 con. 079 là cái Dio á. Cái đó 80. Hai áo 100.000. Quần nâu còn cái thì mấy chị, cái quần em đang mặc. Trên váy Hồ Nhiên An. Dạ còn nha chị Hà ơi, chị Vi Hà em còn. Lên số điện thoại địa chỉ một dòng đi em chốt nha. Rồi cái này ghi cho em là quần nâu 99.000 quần em mặc á, mà em hết nâu rồi. Rồi set Mai Phương Bùi, cái set không có nón 119.000. Set này coi, set mấy chị nhìn cái lưng quần này. À đúng hàng mắc luôn đó mấy chị. Mà set có 119.000. Quần nu của Huyền Trần. Chân váy có quần trong, chị có em yêu. Chân váy là chị Dung mà làm quần trong hết á. Rồi cái này ghi cho em là set Mai Phương Bùi. Cái này hàng mắc cho mọi người nha. Set Mai Phương Bùi. Áo trắng sale cho mấy chị ở trên like 60.000. Cái áo này là siêu đẹp luôn á. Má ơi, áo này mặc với quần thần thánh là siêu đỉnh. 60.000 áo trắng. Có 3 cái à. Áo này là em bán hot hòn hòt gần cả 3-4 ngàn cái nè mấy chị. Có mút ngực đằng sau hở lưng nhá. Có mút ngực dày luôn, cột nhau đằng sau. Áo này khỏi nói đi mấy chị. Áo nó đẹp lắm. Áo trắng dùm em An Ngọc 60, còn 2 cái. Cái Mai Phương Bùi còn này. Cái Mai Phương Bùi không ai lấy là sai lầm đó mấy chị. Cái nó đẹp lắm. Xem Mai Phương Bùi không ai lấy để ra điên treo lên em hôm bữa. Ai lấy rồi á, khách tới sốc người ta mua rồi. Để xếp lại treo. Rồi xếp ngủ 119.000. Xếp ngủ em cũng hết sạch. Xếp ngủ 119.000 còn một xếp. Thu Thảo áo trắng. Xuân Thảo áo trắng chứ. Rồi ghi cho em là xếp ngủ 119.000. 150 xem 119. Mấy chị săn mấy cái hàng sale này nè. Rẻ hơn 3-40.000 luôn á. Linh Trần áo trắng. Linh Trần áo trắng. Áo trắng 60 nha. Rồi hai áo 100.000 không ai thấy sao mà không thấy ai lấy ra hai cái áo màu đẹp luôn á. Ghi cho em là áo Hiền Hồ 80. Áo Hiền Hồ 80, sơ mi Hiền Hồ hàng mắc á mọi người. 80. Sơ mi mắc á. Có chân váy không Dung? Chân váy nào chị? Chân váy em nhiều lắm, để tối em coi có còn hàng ở trong kho không. Trong kho nhiều đồ lắm mọi người. Sale tháng chưa xong á. Rồi áo trắng 75.000, cái này hàng Quảng Châu mọi người nhá. Áo trắng 75.000 còn có một cái à. Ha, vải siêu đẹp. Áo trắng giùm em. Đây là một set để đi. Áo Hiền Hồ 80 có 2 cái á. Nhung Huyền Nguyễn. Nhung Nguyễn Thị với Huyền Trần. Hai cái. Trời ơi, đầm 2 dây sale 129.000 còn một đen đến một kem. Đầm 2 dây này em sale lỗ mấy mọi người ơi. Hôm bữa là 149 lần á. Còn. Thì Nhung áo 75. Rồi cái này đầm này thì khỏi nói mấy chị, còn hai cái duy nhất à. Màu kem với màu đen sale 129.000 luôn, hết rồi hết rồi. Có hai cái à. Kem đầm 2 dây á, hàng mắc á mọi người. Xem 129.000. Áo hồng 75. Hàng ơi để lên đi hàng, để lên móc lên trên kia hết sạch rồi đó. Một set tắm đắng của Vi Hà, ok chị. Đen của Nguyễn Dung đầm. Còn một cái kem. À, áo hồng 75.000 siêu đẹp luôn. Áo này là siêu đẹp luôn mọi người, form rộng dấu quần. Rồi cái này ghi cho Dung là áo nha mọi người. Áo này siêu đẹp luôn á. Mà sale có 75.000 nè. Hôm bữa 120 á mọi người. Áo hồng. Cái này ai lấy được siêu đẹp. Áo hồng loang á. Áo hồng loang. Mấy cái áo phông rộng đẹp lắm mọi người. Vải siêu đẹp luôn. Còn 3 cái hồng. Áo 75 với áo hồng là một đấy nha. Đầm đen áo hồng. Đầm đen là đầm nào? Đầm đen là đầm hết rồi. Hết rồi. À Dung lúc này có rồi mà. Trang Nguyễn. Rồi cái này là áo đờ 95.000. Huyền Trần áo hồng. Huyền Trần áo hồng.
áo đỏ của chính Hà Ngô. Áo hồng của Hà Ngô. Áo hồng của Trịnh Kim A. Trịnh Kim A, Trinh Kim A. Rồi áo đỏ 95.000 có một cái à? Chị Hà Ngô nhiều lắm rồi á. 6 sản phẩm hả? Áo đỏ có một cái mấy chị ơi, mấy cái này hàng sale không mà. Không có hàng số lượng đâu, em bán qua là 130 hết rồi. Cái này giờ ai lựa được cái nào thì lựa thôi mấy chị, tại em hết rồi. Cái này thằng bom á, toàn bom áo đẹp không này. Áo nai trắng 90.000. Áo đỏ của Hà Ngô hả? Áo đỏ của Hà Ngô. Nai trắng giùm em, nai trắng. Nai trắng 90 luôn đi. Mấy cái áo này toàn bom về được có một cái mấy chị. Ai lấy thì mọi người giành được thì mọi người có thôi. Rồi áo đen siêu đẹp luôn. Áo đen 95.000. Nó đẹp ha. Trời ơi. Trắng nai của Trịnh Kim A, Trinh Kim A, Minh Dung hết. Rồi áo đen cho em. Ở trong còn có cái áo mấy cái mẫu áo như thế này nữa không ao ơi, lấy ra chị sale luôn đi. Hình như trong còn có ít à. Áo trắng có hai người đó. Hai người là hết rồi đó. Áo đen. Trời má ơi. Chịu nổi không? Adidas xanh đằng sau này mấy chị. Không phải kiểu này nè. Vâng. Nhìn cái bộ áo đó. Rồi cái này áo xanh cho em, xanh Adidas. Má ơi, mấy chị nhìn cái vải của nó này. Đằng trước là như thế này mấy chị. Nó đẹp xỉu luôn á. Áo xanh Adidas cho em, hàng túi zip mà bán có 95.000 sale lỗ luôn á. Xanh chuối, xanh nõn chuối mấy chị. Xanh nõn chuối với đen nha. Cho chị hoa đen tay áo là gì? Áo dung mặc còn một cái màu nu kìa, đưa cái màu nu luôn nè. Áo dung mặc còn cái màu nu xanh của Nga Nguyễn. Áo dung mặc còn cái màu nu bị rớt lại này. Ai lấy cho nó mềm nha. Có cái không? Cái áo dung mặc ai lấy dung áo dung mặc màu nu thì comment rõ là áo dung mặc màu nu nha. Có Nga Nguyễn thôi. Rồi cái này ghi cho em là áo đen. Má ơi cái màu đen nó rõ cái dạ quang đẹp chưa mấy chị. Cái này nên mua mặc cặp với bồ. Cái này là khuyên thật luôn á. Tay áo như tay như này thôi có tay gì đâu chị. Cái này có hai cái màu đen là ai mua mặc cặp với bồ thì mua mọi người. Nó đẹp xỉu luôn á. Mặc bao chất luôn á. Em nói thật. Cái này có bồ hoặc chồng á nên mua. Cái này là khuyên thật đó mọi người. Tại vì mặc lên nó rất là đẹp luôn. Dạ quang của nó dạ quang 7 màu á. Mai áo dung mặc còn màu nu, comment là màu nu ý chị ơi. Comment như vậy không có đâu. Áo dung mặc làm gì có. Áo mặc màu nu thì có. Sơ mi sale 85.000. Sơ mi này hàng 130 nha mấy chị. Sale 85. Sơ mi sale 85. Áo dung mặc còn không? Áo nu chị mặc thơ Jolly. Sơ mi 85, cái này 125.000 á, tay dài 135, tay ngắn 125 mà giờ sale còn 85 luôn này. Sơ mi kèm màu, quần chị mặc Huyền Trang lên địa chỉ. Ai lấy chốt một mem kèm màu rồi xong ọp mấy chị ơi tối like nhá. Ý đầm hoa lúc này còn cái nè. Phải không ta? Này ai lấy sơ mi ghi cho em là sơ mi đi mấy chị. Trời ơi mấy chị nhìn này. Cái đầm hoa này em xem 120 mấy chị nhớ không? Còn cái, còn có một cái bị rớt. Bị rớt lại trong hàng bom á. Hàng bom còn một mớ nhưng mà tối lai đi mấy chị ơi. Nè, bom quá trời, còn bao tải đây quá trời luôn nè. Bom còn nhiều lắm, tối xả đi giờ xả xỉu luôn. Chưa ăn cơm nữa. Tối xả mấy chị nha, bom này. Bom này, nhiều lắm. Thùy Trang quần chị mặc kìa. Cái đầm hoa lúc nãy giành nhau nè, trời. Phải chắc là chục người chốt cái đầm hoa này á. Mà nay chắc mấy chị ao ra rồi. Nè. Cái đầm hoa này quá trời người chốt luôn. Giờ không ai chốt. Để lại đi. Khá đẹp xỉu. Rồi bye bye mấy chị nha. Tối like. Tối xem hàng bom tiếp. Like coi like không? Bye bye em cái đi mọi người.
Bye bye mọi người nha. Huyền Trang có quần đang mặc.